hối hận, rất là đau khổ. Cho nên cái việc mà tu thiền á, mà quý vị gặp phải những cái tâm này đó là quý vị biết đó là khổ, là phải tìm đủ một cách để mà buông xả nó ha. Buông xả tức là mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân của đó, tại sao, tại sao rồi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mình biết nó là vô thường, khổ, vô ngã, mình hãy buông xả, mình không có chấp ha. Người nào mà xả được á, thì người đó được giải thoát. Rồi thì đại khái là như vậy. Sân tật lẫn hối, đó là bốn cái sở hữu sân á. Nếu mà mình nói thì tại vì trong này nó dùng cái từ Hán văn thì nó khó hiểu, nào là ví dụ như họ dùng chữ sân nè, tật nè, lận nè, hối nè, nhưng cái chữ bình thường mình sợ mình dùng ở ngoài đời á, sân là giận nè, ganh tị, ganh tị ghen ghét, rồi keo kiệt ha, keo kiệt, tức là mình giận cái mình cũng không thèm giúp đó, đó nó cũng là nó cũng thuộc gọi cũng là cái dạng của sân á. Rồi hối hận, hối tiếc cũng là sân ha. Cho nên quý vị nhớ ha, khi mà quý vị mà tu thiền mà quý vị quán thấy cái tâm của mình như vậy đó là mình phải biết nó là khổ, nó cũng là phải lo bỏ thôi, tìm đủ một cách để mà bỏ, tại vì nếu không á mình khổ rồi mình sẽ làm cho người khác đau khổ. Hoặc là cái người tu tứ niệm xứ đó ha, tứ niệm xứ là một trong bát chánh đạo đó. Thì nó niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Rồi bây giờ là 9:17 rồi, sư thấy sư Nguyên Thông và đến với đạo tràng. Dạ, kính chào sư Nguyên Thông và kính chào đạo tràng. Bây giờ là 9:17, bây giờ mời một vị mời Mỹ đi đọc lễ bái ba ngôi tam bảo tóm tắt, xong rồi thọ tam quy ngũ giới nha. Thỉnh sư Nguyên Thông truyền tam quy ngũ giới. Rồi Kevin đâu giờ đây? Nam mô Bụt, dạ Nam mô Tham, dạ Nam mô Sang Ca, dạ. Dạ con kính tri ân sư Thanh Tâm cho con cơ hội làm việc thiện này. Nhưng mà hôm nay con xin chia sẻ việc thiện này với lại các bạn đạo. Thành ra con mời chị cô Diệu Pháp đọc lễ bái Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo nha cô. Con biết cô thích lễ bái Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Xin cô cho con bàn tay ạ. Và con xin mời chị Oanh nha, chị Oanh Phan. Chị có muốn đại diện cho đại diện cho lớp mình để mà xin tam quy và ngũ giới không chị? Dạ. Ô vậy là chịu, anh chịu đó ha. Còn cô Diệu Pháp, cô có muốn đọc lễ bái Phật Bảo, Pháp Bảo không cô? Con chưa thấy cô Diệu Pháp trả lời. Vậy chị Hà đọc nha chị. Chị Hà chịu đọc lễ bái Phật Bảo, Pháp Bảo không chị? Ok, chị Hà không đọc, thì bữa nay em đọc nha. Rồi kỳ sau là Mỹ mời nha. Rồi Mỹ xin lễ bái Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo tóm tắt. Rồi sau đó Mỹ sẽ nhường lại cho chị Oanh nha. Dạ. Mô tát bhagavato arahato samma sambuddhas. Namo tát bhagavato arahato samma sambuddhas. Namo tas bhagavato arahato samma sambuddhas. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sampanno sugato lokavidu anuttaro Purisa dhammasarati satta deva manusanang
Buddho Bhagavati. Svakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Upanayiko Pachatang Veditappo Vinyuhiti. Supatipanno Bhagavato Savakasangho Ucupatipanno Bhagavato Savakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Savakasangho Samichipatipanno Bhagavato Savakasangho Yadidang Chattariparu Ripurisa yugani atta purisa pugala e sa bhagavato sa vakasango ahunayo pahunayo dakhinayo anjalika rinayo anuttarang punyang ketang lokasati. Vandami chaiti, xin lỗi, chúng xin đọc lại. Vandami chaiti yang sappang sappatane supatiti tang saririkhadatu maha bodhin buddha rupang sakalang sada. Wanda miche tiyang sappang sappatane supati titang sari rikata tumahabodin buddha rupang sakalang sada. Wanda miche tiyang sappang sappatane patane supati titang sari rikata mahabodhin buddha rupang sakalang sada. Dạ, con xin xuống đây, con kính mời chị Triệu Anh lên đại diện cho lớp Thọ Tam Quy và Ngũ Giới ạ. Dạ, à, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Đam Ma Giá, Nam Mô Sang Tra Giá. Dạ, con Quanh Phan, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, và dạ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin mời toàn thể đạo tràng cùng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới ạ. Dạ, cho con xin đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, đây con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới. Ukkasa mayang phante quy sùng quy sùng rakkhanatha yati sarane nahasa ban jasila niya chama duti yambi mayang phante quy sùng quy sùng rakkhanatha yati sarane nahasa ban jasila niya chama tati yambi mayang phante quy sùng quy sùng rakkhanatha yati sarane nahasa ban jasila niya chama. Dạ, bạch quá Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch quá chư Đại Đức, bạch quá Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch quá Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba,
Dạ, sau đây con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ, con là Nguyên Thông, xin thay mặt sư phụ Thanh Tâm truyền trao quy giới cho hàng Phật tử trong room. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhahang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Duti Yambi. Buddhahang Saranang Gacchami, Duti Yambi, Dhammang Saranang Gacchami, Duti Yambi, Sanghang Saranang Gacchami, Tati Yambi. Buddhahang Saranang Gacchami, Tata Yambi, Dhammang Saranang Gacchami, Tati Yambi, Sanghang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Dutiyambi. Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyambi. Dhammang Saranang Gacchami, Dutiyambi. Sanghang Saranang Gacchami, Tatiyambi. Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyambi. Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyambi. Sanghang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tisaranagganang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu panatipata veramani sikha badang samadhiyami adinna dana veramani sikha badang samadhiyami kame sumicha chara veramani sikha badang samadhiyami musavada
Ve ramani sikha badang samadhi yami sura me raya machapa madatana. Ve ramani sikha badang samadhi yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sikha badani sadukan ka to apamadena nicchakalang sammara kitap bang chư thiện tính, sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trời, chẳng nên dễ vui. Thế Tôn có dạy rằng sile na sugatin yang ti sile na phoga sampada sile na niputi yang ti tasma si lang vi so thát ye, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái ấy, chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhớ. Bây giờ các con sám hối để rồi sẽ trả lại cho sư. Ok. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca. Dạ chị, chú anh ơi, chị có đọc phần ngũ giới. Oh yeah, chú anh đọc phần ngũ giới nha chị. Hồi nãy chị Mỹ đọc sám hối đi. Ồ, oh, dạ. Yeah. Vậy bây giờ con xin tiếp tục con đọc sám hối nha. Dạ. Uttamange na vande hang padapam suvarutamang Buddheyo kalito doso Buddho kamatutang mamang Uttamange na vande hang Dhamman chaduvidhang varang Dhammeyo kalito doso Dhammo kamatutang mamang Uttamange na vandehang Sangan chaduvidho tamang Sangeyo kalito doso Sango kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai loại pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Xa đú, xa đú, xa đú. Dạ, con kính mời sư Nguyên Thông ạ. Sau khi con đọc xong vậy là con cứ buông xuống đi, là cái thể thức nó vậy thì sư biết làm liền. Sakatwa buddharatanang o satang uttamang varang hitang deva manusanang buddhate che naso chinana sang tupadavasabe dukha vupasamang tute. Sakatwa thammaratanang o satang uttamang varang parilahu pasamanang thammate che naso chinana sang tupadavasabe phayavu pasamang tute. Sakatwa sanggaratanang sang uttamang varang ahuneyang pahuneyang sanghate che naso chinana sang tupa.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, à, dạ con kính, à, dạ không biết sư Nguyên Thông còn nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ sư đã rớt mic rồi sư. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. À. Saka toa bu de ratanang o satang u tamang varang hitang de va manu sanang bu tate che na so china na sang tu ba da va sap de du ka bu pasamang tu te Saka toa tham maratanang o satang u tamang varang parila hu pasamanang tham mate che na so china na sang tu ba da va sap de pha ya bu pasamang tu te Saka toa sang garatanang o satang uttamang varang ahuneyang pahuneyang sang kate chayna. O saka toa sang garatanang o satang uttamang varang Ahuneyang pahuneyang sang kate che na so china na sang tu pa da va sap be roga vu pasamang tu te. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật. Nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại, xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp. Nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não, xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều thành tựu mỹ mãn cho được, thành tựu mỹ mãn. Nghe được mà, thấy nghe được mà. Okay. Sa thụ lành thai. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ, thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Và kính cảm ơn anh, kính cảm ơn anh Mỹ và chị Quanh Phan. Và sau đây, hôm nay bây giờ là đã đến giờ mình sinh hoạt. Và bây giờ là 9 giờ 38 phút. Nên Nguyên Trang mời, kính mời Nguyên Như nha. Dạ, kính mời Nguyên Như cầm mic để mình có chương trình sinh hoạt nhóm ngày hôm nay ạ. À. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, và con xin kính chào toàn thể chư vị Phật tử trong đạo tràng. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay theo lệ thường là mình sẽ bắt đầu ôn từ cái 8 cái tâm tham. Và Nguyên Như xin mời anh Ca Vinh có thể post 8 cái tâm tham lên. Thì mình không có nhiều giờ, thành ra Nguyên Như nghĩ là mình sẽ đọc, mỗi người đọc 4 cái tâm ha quý vị. Mỗi người đọc 4 xong rồi cái mình quay tua lại, mình đọc cỡ nửa tiếng đồng hồ, xong rồi mình vô bài học ha. Dạ xin mời Kevin. Dạ con xin thỉnh sư Thanh Tâm với lại sư Nguyên Thông có thể làm đầu tàu đọc trước rồi tụi con sẽ theo sau ạ. À. Dạ con xin nhường mic lại. Dạ, yeah, mô Phật, xa thú, xa thú. Một lần nữa, sư kính chào chư tôn Đức Tăng, kính chào sư Nguyên Thông và kính chào đạo tràng. Bây giờ sư xin đọc trước nha. Akusala citta ni tattha kattama kama vacarang so manasa sagatang ditthi gata sambayuttang asankarikang ekang so manasa sagatang ditthi gata sambayuttang
Sasangkarikang ekang số 3 so manasa sagatang dithi gata vipayutang asangkarikang ekang số 4 so manasa sagatang dithi gata vipayutang sasangkarikang ekang. Rồi mời sư Ngân Thông đọc tiếp nha phần số 5. Dạ con sẽ đọc tiếp. Upekha sahagatang dittigata sambujutang asangkarikang ekang upekha sahagatang dittigata sambujutang sasangkarikang upekha sahagatang dittigata sambujutang asangkarikang ekang upekha sahagatang dittigata vipajutang sasangkarikang ekang ti. Dạ xin mọi người kể. Yết Nam Mô Đà, Yết Nam Mô Tham Ma, Yết Nam Mô Sang Kha. Dạ con xin kính đạo chào sư Thư Nam, sư Nguyên Thông và xin kính chào đạo tràng. Nghe được dạ sư thứ cảm ơn sư. Thì hình như là đọc bắt đầu từ số 5 không là đọc lại từ số 1. Dạ kusala citta ni tathak katamma kamma vacharang so manasa sahagatang dittigata sampajutang asankarikang ekang so manasa sahagatang dittigata sampajutang sasankarikang ekang so manasa sahagatang dittigata vipajutang asankarikang ekang so manasa sahagatang dittigata vipajutang sasankarikang ekang. Dạ, con xin nhường máy lại cho đạo tràng. Nam mô Buddha, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc phần số 5. Upekha sahagatang dittigata sampayuttang asankarikang kam ekang upekha sahagatang dittigata sampayuttang sasankarikam ekang upekha sahagatang dittigata vipayutang asankarikam ekang upekha sahagatang dittigata vipayutang sasankarikam ekang. Dạ, hình như con đọc xong rồi không ạ? Dạ, con xin xuống. Thấy nguyên nhưng mà không nguyên như không đọc thì sư đọc bữa nãy sư thiếu đọc cái chỗ akusala. Bây giờ sư đọc akusala citta nitat takatama kama vacharang so manasasagatang dittigata sambajutang asankarikang ekang so manasasagatang dittigata sambajutang sasankarikang ekang so manasa sahagatang dittigata vipajutang asankarikang ekang so manasa sahagatang dittigata vipajutang sasankarikang ekang. Dạ xong rồi xin mời Văn Phan. Dạ sa thú sa thú. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ?
Dạ, sa thú Ca Vinh, sa thú Nguyên Trang. Dạ, Nguyên Như xin điều chỉnh một chút xíu cái chỗ mà cái phần từ cái số 5 tới số 8 đó quý vị. Cái chữ Upekkha đó, cái đó là nó có một chữ P thôi, thành ra mình không có đọc là Úc mà cái chữ là Ú ha. Rồi cái chữ Pek á, là mình là P-E-K, thành ra mình không phải là U-P mà tự vì chữ K đó là cái trường âm nhấn, thành ra mình đọc chính lại. Nguyên Như xin đọc lại cái phần đó một lần nữa để quý vị nghe lại ha. Từ Nguyên Như đọc sẽ từ số 5 tới số 8 nha. U-Bek-Kha Sá-Há-Gá-Tăng Đích-Thi-Gá-Tá-Sầm-Bá-Yú-Tăng Á-Săng-Kha-Rí-Căng-Ê-Căng. Số 6, U-Bek-Kha Sá-Há-Gá-Tăng Đích Thí gá tá sầm bá yút tăng xá sằng khà rí căng ê căng. Số 7, ú bách khà xá há gá tăng đích thí gá tá quýt bá yút tăng á sằng khà rí căng ê căng. Số 8, ú bách khà xá há gá tăng đích thí gá tá quýt bá yút tăng xá sằng khà rí căng ê căng tí. Thành ra cái chữ đó đó quý vị đọc là Upekkha nha, chứ không phải là Upekkha nha. Dạ, Nguyên Như xin nhiều mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu số 5 ạ. Upekkha Saha gá tăng ít thí gá tá sầm ba chú tăng sa sang á khăn xà á khăn khà lý cần a ê cần u bét cà sa há gá tăng ít thí gá tá sầm ba chú tăng sa sang khà lý cần ê cần u bét cà sa há gá tăng ít thí gá tá quýt ba chú tăng á sang xà khà rí cằn ê cằn u bét khà sá há gá tằng đít thí gá tá quýt bá chút tằng sá sằng khà rí cằn ê cằn tí. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca, Dạ. Con kính đến lễ sư Thanh Tâm, con kính đến lễ sư Nguyên Thông, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc tiếp. Akusala citta nitatta katama kama vacharang. Số 1. Somanas sasahatyatang dittigata sambayuttang asang karikang e kang. Số 2. So manas sasahagatang dittigata sambayuttang sasang karikang e kang. Số 3. So manas sasahagatang dittigata vipayuttang asang karikang e kang. Số 4. So manas sasahagatang dittigata payuttang sasangkha vikang ekang. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con xin kính đánh lễ sư Thanh Tâm và con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc từ số 5 đến số 8 à. Dạ, con xin đọc ạ. Upekkha Upekkha sahagatam ditti gata sambayuttam asankarikam ekam. Upekkha sahagatam ditti gata sambayuttam asankarikam ekam. Upekkha sahagatam ditti gata vipayuttam asankarikam ekam. Upekkha sahagatam ditti gata vipayuttam asankarikam ekam ti. Dạ, con xin nói lại, con xin xuống.
Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, kính lãnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ con muốn chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn anh Kevin đã post bài. Nguyên Trang xin đọc ạ. Akusala Chittan Nitat Thakam. Akusala Chitta Nitat Thakatamma Kama Vacharam Somanas Sasahagatam Dittikatasam Vayuttam Asankarikam Ekam Somanas Sasahagatam Dittikatasam Vayuttam Sasankarikam Ekam Subha Somanas Sasahagatam Dittikatayvipayuttam Sasam Asankarikam Ekam Somanas Sasahagatam Dittikatayvipayuttam Sasankarikam Ekam. Dạ, dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con xin xin mít ạ. Sư thấy Nguyên Trang đọc 100% đúng, quá ư hay, đọc quá hay. Đọc là vì cái chỗ mà đoạn âm với trường âm đọc rất đúng. Thí dụ như chữ là Akusala, cô đọc nhanh, nhưng mà Chitta Nitat Takatama Kama Vacharan Somanas Sasahagatan Dittigata Sambayutan Sasankarikan Ekan. À, chữ E đọc là E chứ không phải đọc là Y như tiếng Anh. Somanasa sahagatang dittigata sambayuttang sasankarikang ekang Somanasa sahagatang dittigata vipayuttang asankarikang ekang Somanasa sahagatang dittigata vipayuttang sasankarikang ekang. Thấy Nguyên Trang đọc hoàn toàn quá là hay, tuyệt vời. Bây giờ xin mời người khác mình đọc đây, ở đây không có ai dở, không ai giỏi đó, mình luyện tập. Chỗ này là sân để mình luyện võ mà. À, xin mời quý vị. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ nám. Dạ cô Bình Lê. Ồ con thấy cô Bình Lê. Cô ơi cô có cầm mic được không cô? Dạ con kính mời bàn tay của cô. Mời Duyên nữa nè. Đúng rồi. À, sa thú Duyên đến với đạo tràng. Mời Duyên có thể đọc không Duyên? Dạ con mời cô Bình Lê. Con mời Duyên. Dạ à, có thể đưa tay lên đọc không ạ? Dạ con mời đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Trà Gia, Nam mô Thầm Gia, Nam mô Sằng Ca Gia. Dạ à, ai cũng mắc cỡ hình ảnh con lên, con xin đọc tiếp. Upekka Sahagatan Dittigatam Payuttan Asankha Rikan Ekan Upekka Sahagatan Dittigata Sampayuttan Asankha Rikan Ekan Upekka sahagatang dittigata vipayuttang asankharikang ekang. Upekka sahagatang dittigata vipayuttang sasankharikang ekang ti. Dạ con xin mời người chị Hà. Yeah, Nam mô Bố Thà, yeah, Nam mô Thầm, yeah, Nam mô Sằng Khà, yeah. Và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thăng Ni. Dạ, yeah. Mai đọc thì con nên đọc tiếp ạ. Akusala chitta ni tat
tha chát tá mà ca mà quá chá lằng so manasa sahagatang dithi gata ta sambayutang asankarikang e kang so manasa sahagatang dithi gata sambayutang sasankarikang e kang so manasa sahagatang dithi gata ta giúp ta giúp tăng a sằng khà ri cằn e cằn so manasa saha ga tăng dít thi ga ta giúp ta giúp tăng sa sằng khà ri cằn e cằn. Dạ con xin trao mic lại cho vị kế. Dạ, con là Lý, dạ, con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con xin đảnh lễ sư Tam Tông, đảnh lễ sư Minh Thông và con xin kính chào đón càng một lần nữa. Dạ, con xin mời tất cả mọi người chúng ta tham gia để con tình nguyện con lên một lần nữa. Dạ, con xin đọc từ số 5 cho tới số 8 ạ. Upekha Sahagatam Dithigata sampayuttang asankarikam ekam upekkha sahagatam dithigata sampayuttang sasankarikam ekam upekkha sahagatam dithigata vipayuttang asankarikam ekam upekkha sahagatam dithigata vipayuttang sasankarikam ekam ti. Dạ, con xin nguyện đức là cho tất cả. Sa thú đạo tràng, hôm nay mọi người đọc rất là hay, rất là sa thú. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ôn vào cái bài học ha. Cũng như mọi lần là Nguyên Như sẽ đọc lại cái bài của thầy, rồi từ đó mình sẽ phân tích chia sẻ nhỏ ra. Rồi sau khi các phần ôn của Nguyên Như thì đạo tràng sẽ đọc lại cái bài mà Nguyên Như gửi cho cả nhà đó. Thời mình đọc lại rồi các cái phần nào mà Nguyên Như hiểu sai hoặc là cái phần nào mà mình thiếu, mình không có ghi xuống đầy đủ đó, thì mình có thể giơ tay lên để mà mình bổ túc thêm, hoặc là mình điều chỉnh lại những cái mà Nguyên Như nói sai, thì cái phần đó là cái phần sau. Bây giờ Nguyên Như chuẩn bị vào cái phần ôn ha quý vị. Hôm nay là chúng ta phải sẽ đi qua đến cái bài thứ 5. Thì bài này mình sẽ đi sơ qua về cái phần gọi là tâm, thì tiếng Pali là Chitta. Dạ, xin nhờ chị Nguyên Trang có thể post lên cái tiếng Bali dùm cho Nguyên Như nha chị Nguyên Trang. Chitta, chữ C, chữ Y ngắn, chữ T, T, E. Dạ, con kính cảm ơn sư. Tâm, Chitta, thì Nguyên Như thêm một cái chữ tiếng Anh cho những cái bạn ở bên Mỹ là gọi là Consciousness. Dạ, sư có thể bấm dùm con cái chữ Consciousness luôn sư không? Tâm, Chitta hay là Consciousness. Thì cái chữ Consciousness này thì mình dễ hiểu hơn, nó là một cái biết, cái sự nhận thức. Dạ, dạ, sa thú. Thì mình học, mình ráng thêm một mỗi chữ, Nguyên Như sẽ không bỏ nhiều tiếng Anh lắm đâu. Mình chỉ thêm một cái chữ thôi thì mình nhớ, thì khi mà mình đi 121 tâm đó là mình cũng học được thêm 121 chữ ha quý vị, cũng sa thú. Dạ, mình xin nhắc lại ha. Tâm là tiếng Việt, còn tiếng Pali là Chitta và tiếng Mỹ là Consciousness. Thì sơ lược về tâm, khi mà mình nói về tâm á, tâm chính là một sự biết cảnh. Tâm là một sự biết cảnh. Biết cảnh gì? Tất cả những cái cảnh ở bên ngoài của mình đây, cảnh sắc, cảnh thinh,
cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Khi mà cái tâm mình nhìn tới cái cảnh nào á, thì nó là một cái sự biết. Có những người á, thì người ta nói là tâm là một cái sự nhận biết. Nhưng mà khi mà mình nói về ở trong thiền á, thì cái sự nhận biết ở trong thiền lại khác nữa. Cái nhận biết ở trong thiền á, là cái đó người ta dùng cái chữ như vậy thôi, nhưng mà thiệt ra người ta dùng là cái chữ niệm đó quý vị. Còn khi mà mình học vi diệu pháp á, nhiều khi mình nói sơ sơ mình cứ hiểu lộn là cái nhận biết của trong cái vi diệu pháp mình chỉ nói là một cái nhận biết đơn thuần thôi nha, chứ mình không có suy nghĩ, không có biết, không có gọi là giống như một cái gì tiếng động thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà không có nói xấu tốt hay cái gì, một khi mà nhận biết một cách thuần túy thôi thì nó không có đánh giá, không so sánh, không gì hết. Một giống như nghe cái một cái đùng một cái thì mình chỉ cái tâm mình biết đó là tiếng động vậy thôi. Khi mà mình học diệu pháp đó, thì quý vị phải nhớ là trong diệu pháp người ta nói cái chữ nhận biết như vậy. Còn khi quý vị vô trường thiền đó, người ta nói quý vị làm gì quý vị nhận biết cái đó nha, thì quý vị nên nhớ là cái chữ nhận biết đó là cái niệm. Cái ý của cả nó là cái niệm chứ không còn là tâm của mình học trong diệu pháp nữa. Thì mình phân biệt một chút xíu ở chỗ đó ha, về cái wording. Trở lại là cái tiếng Việt mà Nguyên Như thấy khi mà mình học trong Phật đó, thiệt là khó mà khổ mà tội cho tụi mình lắm. Tự vì tiếng Việt nó quá ít đó. Giống như chị Hà hồi sáng cũng nói không có past tense, không có present tense mà cũng không có future nữa. Nó chỉ là một cái từ dùng rất là ngắn ngủn như vậy thôi. Thành ra khi mà mình học Pháp đó, mình phải cố diễn đạt nó rất là khổ. Thành ra Nguyên Như cũng ráng bỏ thêm một vài chữ tiếng Anh vô để quý vị khi mà mình biết thêm một cái ngôn ngữ đó, thì mình dễ hiểu cái môn di dự Pháp mình hơn. Chứ quý vị đừng nghĩ quý vị Nguyên Như bỏ vô để làm khó hay chưa vậy nha. Không phải đâu, thiệt ra là nó dễ hơn đó. Rồi quay trở lại, tâm là sự biết cảnh, là thâu bắt cảnh theo các giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Rồi cái ý thứ hai, tâm là một cái sự suy xét cảnh, làm nên cái sự sai khác, như là trở thành người tốt hay là kẻ xấu. Khi mà cái tâm á, nó biết cảnh rồi á, thì bắt đầu nó suy nghĩ, rồi nó làm chuyện này chuyện kia. Cái tâm nó cũng có khả năng như vậy nữa. Mở đầu nó biết, xong khi sau khi nó biết á, là nó qua một cái tiến trình nữa là suy xét. Và cái sự suy xét đó nó làm nên sự sai khác của người và người với nhau. Và những cái người trở thành người tốt, trở thành kẻ xấu, người biết và học Phật, người không biết học Phật, thì những cái đó đó là nên nên là cũng là một cái bản chất của cái tâm. Một ý nữa, thì tâm nó có thể tạo nên nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Quý vị thấy cái chỗ ở bên tâm sở đó, nó có 14 cái sở hữu bất thiện hay là 25 cái sở hữu tịnh hảo, thì tâm nó có thể dẫn đầu một cái nhóm bất thiện đó, hoặc tâm cũng có thể dẫn đầu cái nhóm thiện, tùy theo. Một ý nữa là tâm có khả năng quyến tụ phiền não, như là tham, sân và si. Tại sao thầy kinh dùng cái chữ quyến tụ? Quyến tụ lại có nghĩa là nó từng chút, mấy vị không, quý vị không có để ý đâu mà nó hay dữ lắm. Chẳng hạn như là khi mình đi ra, mình đi shopping với mẹ hay em, hoặc là mình lái xe ngang thôi, thì mọi người nói ồ, hôm nay có cái tiệm này mới mở nè, quý vị vô coi thử ha. Thì lúc đó cái tâm mình còn trong sạch lắm, mình cũng giữ giới, mình cũng bắt quan đủ thứ ngày hôm qua mà, thành ra mình đi chơi, ok, đi vô. Nhưng mà đi vô rồi gặp ở trên cái rác đó có một cái áo nó 50% đẹp quá ha. Thì mình đâu có cần cái áo phải không quý vị? Mình cũng đi vô, mình bây giờ mình tu rồi, mình không có thích quần áo xe xua nữa, nó sale kệ nó đi. Nhưng mà mình liếc qua mình thấy cái giá 50% nó cũng có lý lắm á. Như khi mà mình về đó thì mình suy nghĩ một chút, bữa sau đó mình vẫn nghĩ tới cái áo đó, mà mình nghĩ tới nghĩ luôn cũng phải 3-4 ngày đó quý vị.
Kỳ Anihi này chắc là có đúng rồi phải không? Mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui, trời ơi tháng này mình cũng làm phước hết rồi nè, mình mua quần áo cho ba mẹ, cho chồng, cho con hết rồi, mà mình cũng còn dư mớ tiền, mà mình đâu có làm gì mà phạm tội gì đâu, mình chỉ thích cái áo này mà cái áo này nó rẻ lắm, nếu mà mình không mua đó thì nghĩ là nhiều khi có tội lắm đó nha, 50% rồi cái tự nhiên mình đang nghĩ vậy, lật cái báo ra, trời ơi 50% cái gì nó sale thêm 10% on top nữa, rồi thêm một cái coupon nữa, trời ơi sách sẽ chạy liền không quý vị. Tức là cái tâm của mình đó, nó có cái khả năng quyến tụ, nó từng chút nhưng mà nó dễ sợ lắm. Thành ra lúc mà Đức Phật nói là đừng có khi dễ những chuyện ác nhỏ mà làm, còn đừng có khi dễ những chuyện thiện nhỏ mà không làm, là như vậy. Tự vì Ngài biết rất là rõ ràng cái tâm mình, cái khả năng nó chi ly, nhưng mà nó rất là patient nha quý vị, nó rất là cứ từng chút không thấy đâu, nhưng mà nó có thể là một, nó tạo sóng thần hồi nào không hay đó. Là cái chỗ này thầy tâm, thầy kinh nói cái chỗ là tâm có khả năng quyến tụ phiền não như tham sân si, thì Nguyên Như chỉ thí dụ một cái chút xíu đó ra như vậy thôi. Một cái đó là một cái tâm tham của mình, còn một cái thí dụ nữa là một cái người mà mình không thích, nhiều khi đi đâu nói thọt một cái, đi lên chùa nói mé mé, nói giống như là kêu là ba que xỏ lá mình chút xíu, rồi là mình để bụng rồi, nhưng mà mình nghĩ trời giờ tôi tu rồi tôi đâu có để bụng nữa, ai nói gì nói, là tôi là giống như im lặng như tờ, cái tâm tôi là bây giờ nó xả hết rồi. Ok, bữa sau cái người đó cũng lại nói một câu nữa, thì cái tâm này nó cũng y như vậy đó quý vị. Nó cũng nói là bây giờ tôi xả hết rồi, nói chứ lần trước cũng nói vậy rồi mà tôi cũng xả hết rồi, lần này cũng xả nữa. Thì đến cái lần thứ ba đó, thì khi mà hai cái lần xả đó nó cộng lại đó quý vị, gặp cái lần thứ ba đó thì xả cộng xả nó thành nổ đó quý vị. Tức là khi đó là mình sẽ lợi mình nói đó, là chị hôm bữa giờ chị nói tôi nhiều lần rồi nhưng mà tôi không nói đó, giờ ba lần cộng lại nói một lần. Thành ra nó quyến tụ phiền não mà nó sẽ ghi y như là một thầy ký, và nó không có quên. Nó có cái khả năng rất là thiện xảo của nó. Cái gì mà về tham sân si thì nó nhớ rất là hay. Tự vì cái chuyện ông tám bà chín gì mình vẫn nhớ, quý vị công nhận không, ai kể cho mình một lần đó là mình kể ra là vanh vách hết. Nhưng mà những cái bài kinh Pali, hoặc là cái cách đọc kinh, hoặc là những cái bài di diệu pháp, những cái câu rất là hay mà thầy và sư dặn mình cả trăm lần thì rất là hay, là trí tuệ bắp dế vẫn là trí tuệ bắp dế. Tức là nói mà mình bàn với nhau, mình lên mình nói nhớ nha vẫn quên, không biết là tại sao rất là lạ cái chỗ này. Mà khi mà một cái chuyện gì mà nó thuộc về cái group nó gọi là tham sân si đó thì nói một lần là hiểu, còn cái chuyện mà về 25 cái tịnh hảo hoặc là những cái điều hay 37 phẩm trợ đạo là nhất định khi mà giơ tay lên là sẽ nói trật. Quý vị có công nhận chỗ đó không? Cái tâm của mình nó lạ chỗ đó đó. Rồi một cái ý khác của cái về tâm nữa là tâm sanh diệt liên tục. Nó liên tục, nó không có gián đoạn và nó không có nghỉ ngơi. Lúc nào nó cũng vậy hết á. Cái tâm này sanh, rồi cái tâm nó diệt xuống, cái tâm khác nó sanh lên, nó diệt xuống. Mà nó giống như một cái máy, nó chạy từ cái lúc mà mình sinh ra đời cho khi đến lúc mình chết đi quý vị. Cái tâm làm việc dễ sợ luôn, rất là kinh khủng. Mà bây giờ khi mà mình ngồi mình học với nhau về cái tâm này, cái tâm nó vẫn đang sanh diệt liên tục. Một cái ý tiếp tục là khi mà mình nói đó là 121 cái tâm, như là cái trong bản niêu mình đọc đó, 121 tâm. Có khi mình nói ngắn là 89 tâm, tự vì mình trừ ra 32 tâm trong 40 tâm siêu thế đó quý vị. Thay vì 40 tâm thì mình tính là 8 thôi. Thành ra 81 mình cộng 40 thì sẽ là 121. Còn nếu 81 mình cộng 8 nói gọn thì sẽ là 89 ha. Bây giờ quý vị cũng rành cái số này rồi ha. 121 hay là 89 là đều nói cùng một thứ hết. Khi mà mình nói 121 tâm, nhưng mà thiệt ra đó chỉ có là một tâm thôi. Mỗi người thiệt sự có một cái tâm, nhưng mà nó khác nhau. Vì sao? Vì nó có sự phối hợp của 52 cái tâm sở ở bên cái bên phải của cái bảng niêu đó quý vị.
khi mà cái tâm nó kết hợp với một trong 52 cái tâm sở, nó sẽ có những cái tên khác nhau, như là quý vị thấy ở trên cái bảng như bên trái là tâm khác nhau. Thí dụ như một cái bức tranh nó có cái nền màu trắng, nhưng mà tự gì quý vị bỏ cái màu sắc lên, cái bông hồng thì mình dùng màu hồng, cái lá thì mình dùng màu xanh, rồi trời là mây trắng, nó sẽ thành một cái bức tranh. Nhưng mà cái nền đó chính là cái tâm của mình, còn những cái màu sắc đó chính là cái tâm sở. Rồi ví dụ thứ hai, thầy Kinh cũng có cho thí dụ cho mình đó, là giống như một cái ly cà phê, mà khi mà mình gọi là một ly cà phê sữa đá, thì cái bản chất trong cái ly đó là mở đầu chỉ là nước lạnh mà thôi, không có cái gì ở trong hết. Rồi mình mới bỏ một chút xíu cà phê vô, rồi mình mới bỏ sữa vô, mình bỏ đường vô, mình bỏ đá vô, thì lúc đó đó, những cái cà phê sữa đường đá đó chính là những cái tâm sở, thì lúc đó nó mới thành một cái ly cà phê sữa đá. Thành ra cái bản chất của cái tâm mình á là nó trắng, nó trong, nó không có một cái gì hết. Phần còn lại mà màu mè này kia đó, thì quý vị có thể nói là những cái đó là những cái hoạt động của tâm sở. Nếu mà đọc ra như vậy á, mai mốt quý vị đừng nói ha, tôi ghét nhỏ này cái tâm nó xấu lắm nha. Thiệt ra cái tâm nó không có xấu. Nếu như vậy mai mốt quý vị nói tôi ghét nhỏ này cái tâm sở nó xấu. Nếu nói vậy hỏi sao nói vậy, tự tôi hậu diệu pháp. Còn cái tâm á thì bản chất nó là hay biết thôi, phải không quý vị? Nói vẫn vậy thì kinh la nữa. Rồi thêm một cái ý nữa, đó là tâm có tốc độ cực nhanh, thành ra làm ta tưởng chỉ có một cái tâm thôi. Nói giống như là khi mà mình một cái người mà họ đi múa lửa, múa xiếc đó quý vị, họ làm họ quay một cái vòng lửa, quay thiệt là lẹ, thì quý vị thấy rõ ràng đó là họ cái đường lửa nó là một cái vòng luôn, nhưng mà thiệt ra trong cái vòng đó có cái một cái cây giống như một cái đuốc, nó chỉ có một cái chấm vậy thôi, nhưng mà khi mà ta quay thiệt là lẹ đó thì quý vị thấy một cái vòng lửa tròn, đúng không? Thành ra cái tâm có tốc độ quá nhanh, thành ra khi mà mình nhìn vô á, mình thấy có một cái tâm thôi, mà thiệt ra một cái tâm đó là nó bao nhiêu cái sinh diệt ở trong đó. Một cái sinh diệt trong đó. Khi mà tâm sinh diệt liên tục đó, thì cái từ đó nó gọi là vô gián duyên. Không biết Nguyên Trang có đó không, có thể đánh lên giùm cho Nguyên Như. Vô gián duyên có nghĩa là anh tá ra bách chá vô, anh tá ra bách chá vô, tâm sinh diệt liên tục thì được gọi là vô gián duyên, không có ngừng nghỉ, không có, nó giống như là lúc nào cũng bạn đọc một cách liên tục như vậy á quý vị. Rồi một cái ý kế tiếp là tâm nó có thể đi bất kỳ nơi nào. Bây giờ Nguyên Như nói quý vị ơi, bây giờ ở bên Việt Nam á là mùa này nó nóng dễ sợ lắm, thì tự nhiên tất cả mọi người cái tâm nó hướng về Sài Gòn, hướng về Việt Nam liền. Bây giờ mình nói bây giờ ở bên New York á, là bây giờ nó đang có protest, nó đang đánh nhau, nó đang biểu tình tùm lum hết, thì tất cả mọi người của mình là nhảy qua bên New York liền, từ Việt Nam qua New York trong vòng tích tắc, nó đi đâu nó cũng đi được hết. Cái này là cái đặc biệt của cái tâm, nó đi chỗ nào cũng được hết. Quá khứ, hiện tại, vị lai, mình nói nó phóng chỗ nào là nó phóng chỗ đó, cực kỳ lẹ. Dạ, một cái ý tiếp tục là tâm nó luôn đơn độc, có nghĩa là nó luôn đi một mình và không bao giờ có hai tâm đi chung. Khi mà mình nói cái tâm luôn đơn độc là mình chỉ nói tâm với tâm thôi nha quý vị. Tự nhiều khi quý vị lại nói ồ tâm nó đi tâm sở mà sao đơn độc, không. Ý của Nguyên Như nói ở đây á, là mình đang nói về cái tâm thôi. Giống như là một cái tâm tham thì nó xuất hiện. Khi mà tâm tham xuất hiện thì cái tâm sân không có xuất hiện. Mà khi cái tâm sân xuất hiện á, thì cái tâm si hoài nghi nó không có xuất hiện. Tức là bất kỳ một cái lúc nào chỉ có một cái tâm đó xuất hiện mà thôi. Thành ra khi mà quý vị đi làm việc á, quý vị cứ tưởng là mình tôi làm giỏi lắm, tôi làm 3-4 chuyện một lượt, giống như là tôi vừa bắt phone nè, tôi vừa lấy order nè, tôi vừa lấy toa bác sĩ nè, tôi vừa đánh máy nè, rồi tôi vừa bán hàng nữa. Nhưng mà thiệt ra
quý vị nhìn kỹ lại đi. Quý vị bắt phone, thì quý vị khi mà cái tay cầm cái phone á, thì quý vị tập trung với cái phone. Nhưng mà khi mà quý vị lấy cái order, quý vị viết xuống á, thì quý vị lại có cái tâm khác, cầm cái viết lên để viết cái đó xuống. Rồi khi mà quý vị đang qua bên kia, quý vị nói chuyện với khách hàng á, thì quý vị phải ngừng hai cái chuyện này và quý vị nói chuyện với cái người kia. Thiệt ra là cái tâm nó làm một cái at the time thôi, chứ quý vị không có làm bốn cái đó một lượt đâu. Ngay cả quý vị mà vô bếp quý vị nấu ăn đi, thì quý vị phải để cái chảo lên cái bếp trước. Rồi á, khi đó quý vị mới quay qua bên đây, quý vị mới cầm cái chai dầu quý vị bỏ vô cái chảo. Rồi xong rồi quý vị bỏ vô chảo, xong rồi quý vị mới lấy một cái con tôm hay là con tép gì đó quý vị bỏ vô chảo tiếp. Thành ra khi một cái người ta làm lẹ đó, mình nhìn ở ngoài mình thấy giống như wow, cái anh này anh giỏi quá, anh làm 3-4 chuyện một lượt. Nhưng mà thiệt ra là nó lẹ thôi, nhưng mà vẫn một chuyện at the time. Chứ không có bao giờ mà làm cái tâm nó không có bắt 4-5 cái một lần được hết á. Thành ra cái đó là cái tính chất của cái tâm nó như vậy, quý vị nhớ ha. Lặp lại là cái tâm nó luôn đơn độc, có nghĩa là lúc nào nó cũng đi một mình hết. Đây là nói tâm với tâm thôi. Tâm đơn độc, luôn đi một mình, không bao giờ có hai tâm đi cùng một lúc. Tức là không có bao giờ mà tâm sân nó đi chung với tâm tham một lượt. Có thể là cái tâm tham nó đi trước, nó diệt, rồi tâm sân nó mới xuất hiện, rồi nó diệt. Nhưng mà tự nhiên giống như hồi nãy giờ mình nói, tâm nó rất là lẹ, nó sanh diệt liên tục, thì mình tưởng á, là hai cái tâm nó đi chung, nhưng mà không bao giờ có chuyện đó. Rồi một cái ý tiếp nữa là thầy kinh có dạy là tâm nó vô hình, nó vô tướng, nhưng mà nó có tướng trạng riêng biệt. Quý vị đâu bao giờ thấy cái tâm, phải không? Quý vị đâu có thấy được cái tâm tham, quý vị đâu có thấy được cái tâm sân, nó đâu có hình ảnh, nó gọi là cái tâm mà sao mà thấy được. Nhưng mà cái tướng trạng của cái tâm làm sao mà có tướng trạng riêng biệt. Thì thí dụ như là cái tâm tham đó, nó có một cái tính chất bám víu, nó giống như là mình thò tay ra, mình chụp một cái gì đó, mình kéo về phía mình, thì cái đó là tính chất của tâm tham. Tâm tham nó có một cái tính chất bám víu, giống như mình thò cái tay ra, mình nắm cái gì mình kéo lại về phía mình, bám chặt gì đó, như kẹp mạch nha vậy quý vị. Rồi cái một thí dụ nữa là về tâm sân, thì tâm sân nó có tính chất đập phá, tâm sân nó có tính chất phá hủy, và tâm sân nó có tính chất làm hư hại đối tượng. Quý vị mà đang giận một người, đang ghét một người nào đó, thứ nhất, nếu mà mình hiền á, là mình không muốn nhìn thấy mặt, là hiền nhất. Nhưng mà nó vẫn có tính chất nóng nảy, bực bội. Mà nếu mà mình giữ nữa thì mình có thể làm những cái chuyện mà có thể hại người ta. Mình cũng có thể là kêu là quơ tay quơ chân với người ta nữa. Cái tâm sân nó có tính chất nóng nảy, khó chịu như vậy đó. Rồi như qua cái phần thứ nhì là về cái trú xứ của cái tâm mình. Thì mọi người, giống như hôm bữa cuối tuần mình cũng nói về cái trú xứ tâm á quý vị. Thì có những cái sách người ta nói là tâm á, thì lúc nào cũng nương trong tim. Nhưng mà theo cái phần của thầy á, thì thầy trích ra cái câu mà Đức Phật nói. Thì Đức Phật nói là y cứ theo sắc pháp mà tâm nương, chứ Phật không có nói cái chữ là tâm nó nương ở trong tim. Như lặp lại ha, Đức Phật nói y cứ theo sắc pháp mà tâm nương. Bởi vì nếu mà nói ở trong tim á, thì quý vị tưởng tượng đi, khi một người á, mà họ bị đau tim, cái tim họ bị có vấn đề, rồi họ ghép tim, họ ghép bằng cái tim nhân tạo đó quý vị. Có những người cái tim nó là bằng một cái cục sắt, một cái hộp sắt nhỏ giống như cái cục pin vậy đó. Họ để ở trong tim, quý vị, họ ghép tim đó. Rồi nó gọi giống như là cái trigger cái tim nó đập thôi, thì làm sao cái tâm nó nằm ở trong cái cục sắt đó được, phải không? Nếu mà nói là nương ở trong tim rồi họ không có tim thì làm sao? Rồi cái thứ nhì nữa là có những cái loài á, nó không có trái tim. Nếu như vậy thì cái tâm nó nương ở đâu? Mà trong khi mình biết cái loài nào mà có sự sống thì nó cũng là có tâm mà,
Thành ra vì cái lý do đó đó, mà khi mà mình nói cái chữ trú xứ của cái tâm của mình mà nó nương trong tim, thì most of the time á, là phần lớn thì nó đúng, nhưng mà hoàn toàn á, thì không có đúng lắm. Mà mình nói theo cái câu mà Đức Phật dạy là đúng nhất, tức là y cứ theo cái sắc pháp mà tâm nương. Có nghĩa là khi mà mình dùng cái tâm nhãn thức, cái tâm nhãn thức mà nó sanh lên thì nó nương ở đâu quý vị? Cái tâm nhãn thức sanh lên thì nó nương nhãn căn, đúng không? Rồi khi mà cái tâm nhĩ thức mình sanh lên thì nó nương nơi nhĩ căn. Rồi cũng vậy, cái tâm tỷ thức nó sanh lên, nó nương nơi tỷ căn. Thành ra nó cũng nương theo những cái khác, là nãy giờ mình thấy đó, trong cái ngũ song thức á, nó đâu có nương theo trong tim đâu. Thành ra thôi, như vậy là mình cứ nghĩ theo trong cái khuôn khổ của cái bài này, mình cứ nghĩ là tâm nó cứ theo cái sắc pháp, cái chỗ nào mà nó nương lên thì cái chỗ đó là cái sắc ý vật hay là cái trú xứ của tâm ở đó, hay quý vị ha. Rồi bây giờ Nguyên Như sẽ đi qua cái phần tiếp tục là bốn cái ý nghĩa của tâm hay là tư ý nghĩa của tâm. Thì cái chỗ này Nguyên Như có bỏ vô một cái chữ Pali. Tự vì các bạn cũng muốn là mình cứ nhắc đi nhắc lại, mình học rất là nhiều cái thực tính pháp mỗi thứ, thì cái chữ Pali này Nguyên Như sẽ lặp đi lặp lại cho tới hết 80 cái pháp thực tính luôn. Thì khi mà học xong rồi cả nhà mình đều nhớ hết ha. Thì cái số 1 á, cái chữ trạng thái mà thầy kinh dạy là của tâm đó, thì cái tiếng Pali nó là Lakkhana. Dạ Nguyên Như xin mời Nguyên Trang có thể post chữ Pali lên ạ. Cái chữ trạng thái thì tiếng Pali là Lakkhana. Từ đây về sau khi mà Nguyên Như đọc cái chữ trạng thái là Nguyên Như sẽ kèm theo cái chữ Lakkhana để cho cả nhà nhớ luôn ha. Trạng thái Lakkhana. Trạng thái của tâm là cái Lakkhana của tâm, nó là biết cảnh. Trạng thái của tâm là biết cảnh. Lúc nào tâm cũng biết cảnh hết. Có nghĩa là không bao giờ mà có một cái trường hợp á, có tâm mà không có cảnh. Nguyên Như thí dụ như là có những cái người, người ta nói là ồ cái anh này hồi nãy giờ anh bị hôn mê, anh bị bất tỉnh rồi. Thì cái người đời người ta sẽ tưởng tượng đó là khi mà một cái người vô trạng thái hôn mê hay bất tỉnh á, thì cái tâm nó không còn ở đó nữa, nó không biết gì hết nữa. Mình thường thường mình hiểu vậy phải không quý vị? Nhưng mà thiệt ra đó, những cái người hôn mê hoặc là cái những người bất tỉnh đó, trong tâm họ cũng có cảnh, nhưng mà cái cảnh của đó, cái nhận thức họ mờ nhạt, cái cảnh họ mờ nhạt thôi chứ không phải không có, quý vị cứ nhớ vậy ha. Cái tâm nào lúc đó nó cũng có cái cảnh của nó hết. Bất cứ khi mà mình ngủ, khi mà mình thức, khi mà mình bị gây mê, khi mà mình bất cứ làm cái chuyện gì, cái tâm mình nó cũng biết cảnh hết. Chỉ có cái cảnh đó nó mờ nhạt hay cảnh nó rõ mà thôi. Quý vị nhớ cái chỗ đó ha. Tức là ý nghĩa của tâm cái chỗ đó là trạng thái là Lakkhana đó. Rồi cái phần số 2. Để mình như bấm lên cái chữ Lakkhana cho quý vị. Đây, chữ Lakkhana là cái trạng thái đó nha quý vị. Trạng thái của tâm là biết cảnh. Rồi cái số 2, phận sự của tâm. Phận sự của tâm, tiếng Pali nó gọi là Rasa. Đây, Rasa. Phận sự của tâm là gì? Dẫn dắt sở hữu tâm. Dẫn dắt sở hữu tâm. Khi mà mình nói cái tâm và cái tâm sở lúc nào cũng đi chung hết. Nhưng mà tại sao mình lại dùng cái chữ dẫn dắt là vậy quý vị? Thì mình nhìn lại chỗ cái bảng đó, thì tâm nó có tâm vương và nó có tâm sở. Giống như là một cái ông vua đi với cái đoàn tùy tùng vậy đó quý vị. Thì lúc nào nó cũng đi chung với nhau đồng ý. Tự vì ông vua lúc nào ông cũng đi với những cái người tùy tùng hết. Nhưng mà lại nói ai dẫn đầu thì là ông vua dẫn. Mình cứ hiểu vậy đi cho nó gọn. Tuy là nó cũng xảy ra cùng một lúc, nhưng mà cái tâm á, nó dẫn dắt cái sở hữu tâm. Giống tự vì sở hữu tâm là những cái thành phần phụ của tâm là cái chính, rồi nó dẫn dắt những cái thành sở hữu tâm nó đi. Cái đó là ý nghĩa của cái tâm nha. Ý nghĩa là còn gọi là rasa, rasa, phần sự rasa.
Rồi cái thứ ba, sự thành tựu. Sự thành tựu là bắt chúp bắt thà ná. Bắt chú bắt thà ná. Cái chữ này là một chữ B, không phải hai chữ B, giống như bấm ra. Bắt chú bắt thà ná. Bách chú bách thà ná. Thì quý vị thấy Nguyên Như đọc cái chỗ bách á, cái chỗ mà hai chữ C đó, Nguyên Như ngừng là một chút xíu. Cái chữ CU á, là nó đoạn âm, thành ra Nguyên Như đọc lẹ. Rồi cái chữ chỗ bách á, có hai chữ T đó, là cái trường âm nhấn, Nguyên Như đọc chậm một chút xíu. Rồi cái chữ A, chữ THA là cái trường âm thông thường, nó có cái dấu ngang đó, là quý vị đọc dài rồi. Rồi cái ná là đoạn âm ha. Thành ra Nguyên Như xin đọc lại nha. Bách chú bách thà ná. Bách chú bách thà ná. Bách chú bách thà ná. Thành tựu bách chú bách thà ná. Tức là nó nối liền, không gián đoạn. Có nghĩa là nó tâm nó sinh diệt liên tục. Hết cái tâm này là có cái tâm khác nó sanh lên liền. Rồi hết cái tâm tham tới cái tâm sân. Hết cái tâm sân tới cái tâm si. Không cần biết cái phía sau đó là tâm gì, miễn là nó sẽ nối liền, nó không gián đoạn. Nó không phải nói là tâm tham nó ra rồi một hồi nó take break, hay là nó nghỉ ngơi 3-4 cái rồi nó không có chuyện gì làm, rồi hồi cái tâm sân nó mới nhảy lên. Không có chuyện đó hay quý vị. Nối liền, liên tục luôn. Rồi cái thứ tư, nhân cần thiết. Bá cách thà ná. Dạ, cảm ơn sư huynh. Bá đách thà ná. Thì cái chữ chỗ này á, giữa hai chữ T quý vị cũng đọc chậm lại ha. Rồi cái chữ tha đó, cái chữ trên chữ A nó có cái dấu ngang đó, là cái thành nó trường âm. Là hai cái chữ đó là quý vị sẽ đọc chậm lại. Còn những chữ còn lại là đoạn âm, quý vị đọc liên tục lẹ ha. Bá đách thà ná. Bá đách thà ná. Bá đách thà ná. Là yếu tố cần thiết hay là nhân cần thiết đó. Thì cái nhân cần thiết này nó cần phải có danh, nó cần phải có sắc, và nó cần phải có cảnh ở ngoài nữa. Hồi nãy mình mới nói là tâm nó không bao giờ xuất hiện mà không có cảnh hết. Lúc nào mình ngủ, đi, đứng, nằm, ngồi, hôn mê, bất tỉnh, lúc nào nó cũng có cảnh hết. Là cái đó là nó sẽ giải thích ngược lại cái chỗ tứ ý nghĩa đó quý vị. Thành ra nếu mà mình ai nói với mình đó là ồ, khi mà cái tâm bất tỉnh, cái tâm mà nó bất tỉnh, nó hôn mê rồi đó, là nó không có biết cảnh nữa, nó không có nữa, lúc nào tâm cũng biết cảnh hết nha quý vị. Tự có tâm là có cảnh, quý vị cứ nhớ vậy. Rồi bốn cái nhân sanh tâm. Thì cái nhân thứ nhất là phải có nghiệp quá khứ. Cái nhân thứ hai nó phải có cảnh. Cái nhân thứ ba phải có sở hữu tâm. Cái nhân thứ tư phải có vật để nương. Mà hồi nãy giờ quý vị nhớ bốn nhân sanh tâm, mà tâm á, là lúc nào cũng có mặt hết. Có nghĩa là sao, mình suy ngược lại á, là lúc nào bốn cái nhân này nó cũng xảy ra. Tự vì đâu có lúc nào mà quý vị không có tâm, đúng không? Không có lúc nào mà quý vị không có tâm. Mà nếu có tâm á, thì bắt buộc phải có cảnh. Mà nếu có tâm á, khi mà cái tâm nó có đó, thì nó phải có cảnh, nó mới sanh ra tâm. Phải có sở hữu tâm thì nó mới có tâm. Phải có vật để nương mới có tâm. Và phải có nghiệp quá khứ thì mới có tâm. Cái chỗ mà cái nghiệp quá khứ này á, hồi chiều Nguyên Như có nghiệm ra cái chỗ này, Nguyên Như xin chia sẻ lại với quý vị. Cái chủ nghiệp quá khứ này nó khác chẳng hạn như là một cái vị A-la-hán, họ ngồi tất cả mọi chuyện giống nhau, có một người lại chửi như vậy. Mà cái tâm sanh ra đó không có phải là tâm sân. Cái vị đó giống như là nghe, chỉ là nghe thôi.
thì cái chữ nghiệp quá khứ đây quý vị đừng có nghĩ là quá khứ là xa xôi từ đời trước kiếp trước gì. Quá khứ có thể là một cái sát na ngay trước đó thôi. Chẳng hạn như là một cái vị đó họ vừa mới đắc thiền thì cái nhân, cái nghiệp quá khứ của họ đó đó, nó không có còn cái nhân để sanh ra cái sân nữa. Thành ra cái nghiệp quá khứ nó ảnh hưởng lên cái ảnh hưởng tới bốn cái nhân sanh tâm này thì cái tâm nó sanh ra đâu có còn tâm sân nữa. Thành ra không có phải là một cái chuyện gì xảy ra là mọi người có thể phản ứng một cách giống nhau đâu, đúng không quý vị? Một cái chuyện xảy ra, có người sẽ nổi tâm tham, có người sẽ nổi tâm sân và có người sẽ phát ra tâm si, tùy theo là cái nghiệp quá khứ của người đó làm sao. Dạ chính xác chị Hà, tâm quả gì thục đó. À, giống như có một lần Nguyên Như nghe một cái thí dụ, khi mà mình leo lên cái thang máy đó, để mà mình đi lên trên cái lầu, thí dụ như là lầu 9 hay lầu 10 đi quý vị, tự nhiên cái thang máy đó nó cúp điện, nó tối thui luôn, mà trong đó có 5 người khác nhau. Thì một cái chuyện xảy ra như vậy á, thì cái tâm nó sanh ra khác nhau chứ. Thí dụ như một cái vị sư đứng đó thì nó wow, không có chuyện gì làm, thôi giờ nhắm mắt đi, mình thiền quán hay thiền định tùy đi, cái tâm nó sẽ khởi ra như vậy. Rồi á, cái thằng ăn trộm thì sao, nó wow, tối tắt đèn rồi, tự nhiên cái tâm tham nó nổi lên, để mình thò thò vô cái bóp của cái thằng nào đó hay là cái cô nào đó coi có tiền ở trong hay không. Rồi một cái vị á, mà đang làm một cái chuyện, một cái hệ thống gì ở trong sở, giống như là những cái vị mà kỹ sư họ đang có những cái project gì đó, thì họ nói wow, mấy này không có thời giờ thôi, ngay cái lúc này thì mình có thể là mình nghiền ngẫm lại cái chỗ mà cái sơ đồ hoặc là những cái đồ án mà mình đang làm cho sở đó, thì mình suy nghĩ vậy thôi. Còn những cái người mà nóng nảy thì họ bức xúc, họ la làng lên. Thành ra đúng là cái mỗi cái trường hợp xảy ra, cái bốn cái nhân sanh tâm đã ảnh hưởng trong cái nghiệp quá khứ và của cái tâm quả dị thục, giống như chị Hà nói rất là nhiều. Thành ra khi mà một cái mình ra ngoài đời, mình gặp những cái chuyện mà người ta làm không có giống ý mình đó, quý vị đừng có ngạc nhiên, mà quý vị cũng đừng có bực bội, tự vì mỗi người trong thế giới này đâu có ai giống nhau đâu. Tại sao tự nhiên cái tâm mình lại nghĩ là người ta phải làm giống mình, và người ta phải làm giống ý mình, và người ta là phải làm giống những cái mình thích, những cái mà mình đòi hỏi như vậy, thì thiệt sự là mình quá vô lý rồi, phải không quý vị? Nếu mà mình học cái này thì đương nhiên là nó khác rồi. Rồi Nguyên Như đi tới một cái phần gọi là phân loại tâm. Phân loại tâm hay là cái phân loại citta hay là phân loại cái consciousness này, thì trong cái phạm vi bài học thì mình sẽ phân thành bốn loại. Loại thứ nhất á, là tâm dục giới. Loại thứ nhì là tâm sắc giới. Loại thứ ba là tâm vô sắc giới. Và loại thứ tư là tâm siêu thế. Nếu mà quý vị có cái bảng niêu ngay trước mặt đó, thì quý vị có thể nhìn vào cái bảng niêu, cái tâm dục giới nè, cái tiếng Pali á, kama vachara citta, kama vachara citta. Tiếng Anh á thì gọi là consciousness pertaining to the sensuous sphere. Cái chữ dục giới thì người Anh người ta dịch là sensuous sphere. Như thấy chữ sphere đó nó giống như là cái giới, một cái consciousness pertaining to the sensuous sphere. Dạ, dạ sa thú. Cái chữ sensuous á, là dục ha, cái chữ sphere là giới. Thì quý vị nhìn vào cái bảng niêu đó, cái tâm đó sẽ là 54 cái tâm, cái phần trên cùng, cái phần mà quý vị thấy cái phần ta tham là sân si. Là 12 cái tâm bất thiện đó. Rồi quý vị đọc xuống một chút xíu, quý vị thấy 18 cái tâm vô nhân, và tiếp tục xuống nữa thấy 24 cái tâm dục giới tịnh hảo đó. Thì tất cả 12, 18 cộng với 24, quý vị sẽ gồm lại thấy nó có tất cả là 54 cái tâm dục giới. Thì tiếng Pali là Kama Vachara Citta, Kama Vachara Citta. Và tiếng Anh là Consciousness pertaining to the sensuous sphere. Thì khi mà mình học về, sau này mình học về 31 cõi đó quý vị, thì cái phần mà
11 cái cõi đầu tiên là cõi thấp đó, là tức là người và chư thiên thấp, và cái cõi khổ đó, thì nó sẽ nằm trong tâm dục giới này sẽ có 11 cõi. Rồi qua đến cái phần thứ hai là tâm sắc giới, thì quý vị nhìn vô cái bảng niêu đó, quý vị sẽ thấy nó có 15 cái tâm sắc giới. Thì từ cái tâm 54 tâm dục giới á, là tâm này mình không có gọi là tâm thiền, thì từ tâm sắc giới là những vị này là có thiền hết rồi nha quý vị. 15 cái tâm sắc giới này thuộc lại cần phần thứ hai là tâm sắc giới rupa vachara citta. Rupa là cái chữ sắc đó quý vị, tiếng Pali. Rupa vachara citta, tiếng Anh nó gọi là consciousness pertaining to the form sphere. Consciousness pertaining to the form sphere. Consciousness pertaining to the form sphere. Cái đó là tâm sắc giới. Nó trong bảng niêu là nó nằm phía dưới của 54 cái tâm dục, là nó có tất cả là 15 tâm. 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả thiện sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới nha quý vị. Thì cái phần này á là theo mà mình học 31 cõi, sau này mình biết á, nguyên như chỉ mention sơ thôi, thì nó sẽ có tất cả là 16 cõi trong đây. Nhưng mà khi mà mình học á, mình học có 15 cõi thôi, tự vì cái cõi vô tưởng đó, mình không có học, cõi vô tưởng nó không có danh pháp, thành ra mình không có học. Thành ra cõi dục giới là 11 cõi ha, rồi cõi sắc giới mình có 16 cõi, hoặc là nó đi đúng ra nó là 15 cõi. Rồi mình cộng thêm cái cõi vô tưởng là cõi không có danh pháp ha quý vị. Rồi đi đến số 3 đó là mình sẽ học tiếp vào cái thực tánh pháp. Sau này mình học là tâm vô sắc giới. Thì tâm vô sắc giới nó sẽ nằm ở phía dưới, trong cái bảng niêu đó nó nằm phía dưới nữa của cái tâm sắc giới. Nó gồm tất cả là 12 tâm. Thì 12 tâm này nó gồm có 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả thiện vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. Thì cái tâm vô sắc giới này, tiếng Pali nó là Arupa Vachara Citta. Arupa Vachara Citta. Arupa Vachara Citta. Tiếng Anh người ta gọi là consciousness pertaining to the formless sphere. Consciousness pertaining to the formless sphere. Consciousness pertaining to the formless sphere. Thì trong cái tâm vô sắc giới này á, theo chia theo 31 cõi á, thì nó sẽ có 4 cõi, là 4 cái cõi vô sắc giới. Thành ra hồi nãy giờ theo như chia ra đó, thì 31 cõi sẽ có 11 cõi là dục giới, 16 cõi là sắc giới, rồi 4 cõi là vô sắc giới. 16 cộng với 4 là 20, cộng với 11 là 31, là coi như là trong cái hiệp thế mình là có tất cả 31. Thì sẽ, mình sẽ tuần tự pháp mình học theo như vậy. Rồi cái phần còn lại đó quý vị, thì có một cái giới nữa mà nó nằm ngoài ba cái giới kia, thì nó gọi là siêu thế, gọi là một cái tâm siêu thế là Lokuttara Citta. Lokuttara Citta. Supramundan consciousness. Supramundan consciousness. Supramundan consciousness. Thì cái những cái tâm này là những cái tâm siêu thế, nó vượt ra khỏi 31 cõi. Mình sẽ học một cái phần riêng. Cái này là cái phần tâm 40 tâm siêu thế, là nó gồm 20 tâm đạo và 20 tâm quả của những vị thánh. Theo cái đạo Phật mình á, thì những cái vị thánh nó, những vị chư vị là sẽ có những cái tâm đạo và tâm quả này vượt ra ngoài tam giới rồi. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ mà mình ráng tu để đạt được nha quý vị. Bây giờ là đã là 10:40. Dạ, đây là cái phần ôn của bài số 5. Mình chỉ đủ giờ để mà mình đi tóm tắt sơ lược về cái tâm như thế nào. Lần sau mình sẽ đi vô thẳng vào cái tâm tha, cái tâm dục giới. Mình sẽ học tới cái tâm dục giới là Kama Vachara Citta, mà cái tâm nổi tiếng đầu tiên của tâm dục giới mà người nào của mình cũng có hết đó quý vị, là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Nó nằm cái vòng tròn đầu tiên của cái bảng niêu.
thì tuần sau mình sẽ chính thức mình đi vào cái thực tính pháp đầu tiên của 80 cái thực tính pháp, là cái tâm tham thọ hỷ hợp tài vô trợ. Mình cứ từ từ chậm mà chắc thôi quý vị, không có cần gấp. Và cái phần ôm của Nguyên Như đến đây là chấm dứt rồi. Bây giờ tới cái phần ôm bài của lớp. Bây giờ xin Nguyên Như xin xuống mic, Nguyên Như xin mời chư vị ai có câu hỏi thì mình hồi nãy giờ Nguyên Như ôm lại, nó có thiếu cái chỗ nào thì quý vị cứ đưa tay lên, quý vị bổ túc ha. Rồi như sẽ ghi xuống và mình sẽ làm cho cái bài học của mình á nó toàn diện hơn. Có một cái chỗ đó quý vị, xin lỗi nha, có một cái chỗ á là Nguyên Như thấy á, là khi mà mình hiểu cái sự nhận biết á, quý vị có rành cái chỗ quý vị có để ý cái chỗ mà cái gì là sự nhận biết. Nhận biết ở đây là nhận biết về cái gì, nhận biết ở đây là cái nhận thức. Quý vị có thể discuss một chút xíu, cũng có thể là những cái vị trong lớp á, họ không có rành cái sự nhận biết á. Cái từ ngữ nó hơi gọi là trừu tượng á, quý vị mình có thể đi sâu một chút xíu. Và anh Mỹ hỏi cái chỗ là có bao nhiêu cõi dục giới, cõi sắc giới và vô sắc giới theo cái 31 cõi đó ha anh Mỹ? Theo cái cõi đó thì khi mà mình chia theo trong cái 31 cõi thì cái phần mà 51 cái tâm dục giới đó, nó sẽ có 11 cõi. Cái phần mà đi sâu vô cõi nào là cõi nào đó thì thầy kinh chưa có dạy đâu, mình chỉ đi tóm gọn sơ sơ như vậy thôi nha anh Mỹ. 31 cõi thì cõi dục giới á, là tức là 54 cái tâm dục giới mình sẽ có là 11 cõi. Rồi 15 cái tâm sắc giới, trong đó mình sẽ có 16 cõi. Nhưng mà khi mình vô học đó thì mình chỉ học 15 cõi thôi, tự mình trừ ra cái cõi vô tưởng. Vô tưởng nó không có danh pháp. Rồi khi mà mình học tới cái chỗ mà vô sắc giới á, thì nó còn lại là 4 cõi. Thì mình sẽ học 4 cõi. Còn trong cái tâm 40 tâm siêu thế thì đúng rồi đó, nó là vượt ngoài ba cái giới kia thì nó không còn cõi gì hết, nó đã vượt ngoài 31 cõi rồi. Dạ dạ anh Mỹ. Dạ bây giờ Nguyên Như xin nhường mic lại cho đạo tràng, ai có cái câu hỏi gì thêm hoặc là mình có thể đi vô mình phân tích cái chỗ mà tâm là sự nhận biết á. Quý vị hiểu cái tâm là sự nhận biết ra sao, và cái sự nhận biết này á là biết mà biết cái gì mới được. Nguyên Như xin nhường mic lại cho đạo tràng nha. Dạ Nguyên Như xin mời Huynh Lý. Huynh Lý có thể dùng cái tứ vô ngại giải của Huynh Lý để Huynh Lý giải thích thêm về cái sự, chỗ mà tâm là sự nhận biết đó Huynh Lý. Tự vì Nguyên Như thấy nhiều khi mình nói như vậy mà có nhiều người họ không có hiểu thấu đáo đâu. Mới một đầu hồi đó Nguyên Như Nguyên Trang học cái này biết mà tâm là sự nhận biết mà vẫn hiểu mơ mơ hồ hồ. Nguyên Như mời Huynh Lý nha. Dạ Nam Mô Bụt Đà Hà, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Kha. Dạ đạo tràng có nghe rõ không vậy? Hồi nãy cũng nói cái cường độ này mà có người nói là nghe không rõ, nghe yếu. Dạ. Dạ cũng như vậy. Cái âm thanh nó nhỏ thì chúng ta biết là nó nhỏ là vì chúng ta phải căng cái đầu ra để mà ráng nghe. Còn khi mà nói lớn quá đó thì chúng ta biết nó là nói lớn, nhiều khi chúng ta phải đi bật cái máy cho nó nhỏ lại cho nó vừa đủ. Thì nhưng mà cái khổ ở chỗ này là cái cường độ vừa đủ trong cái ví dụ này của mỗi người lại khác nhau, tùy theo cái nghiệp quá khứ. Lấy ví dụ một người mà đi bị điếc một lỗ tai đó
mình có bật lớn lớn hơn chút xíu. Đối với một cái người còn hai lỗ tai hoạt động đầy đủ thì là nó khác nhau. Thì biết là biết cái cảnh, tại vì cái tâm này nó bắt cảnh thì đương nhiên là nó biết cái cảnh. Trở lại trường hợp của Nguyên Như hồi nãy nói là nghe chửi đó, thì cái vị là A-la-hán mà nghe một cái tiếng chửi, nhớ cái trường hợp mà Đức Phật thì cũng bị vu khống một cái bà gì đó bỏ cái gối vô cái bụng, hoặc là trường hợp này một Thiền Liên mà bị bọn đạo tặc nó tấn công, thì cái biết của họ cũng biết chứ sao mà không biết được. Nhưng mà cái biết của các vị đối với cảnh họ tự tại, còn đối với chúng ta thì chúng ta còn các cái lậu hoặc, thì chúng ta biết dựa trên cái kiến thức quá khứ. Giống như cái kinh nghiệm hồi nãy Nguyên Như chia sẻ về cái vấn đề 5 người ở trong cái elevator. Khi mà bị cúp điện thì cả 5 người ở trong đó thì tất cả mọi người đều biết rằng cái điện nó cúp. Nhưng tùy theo cái năng lực tâm linh, cái năng lực tâm linh của mỗi người và cái sự phản ứng của họ khác nhau, thì cái chỗ này là cái biết khác nhau nè. Nếu mà cái người mà cái tâm họ yếu thì họ phản xạ, họ phản ứng, họ vùng vẫy, họ kêu gào. Còn những người mà người ta đã có cái định lực cao thì có thể là họ cũng biết là như vậy, có thể là họ cũng sợ, nhưng mà họ cũng có những cái biểu hiện nó không có mạnh mẽ giống như cái người mà cái năng lực tâm linh họ thấp hoặc là yếu. Thì biết là đương nhiên là mình biết cái cảnh, và cái sự biết đó nó còn dựa theo cái sự diễn giải qua cái kinh nghiệm quá khứ. Ở đây rồi chúng ta nói là nghiệp quá khứ nè, và cái sở hữu tâm, thì cái tứ chân sanh tâm, trở lại cái định nghĩa hồi nãy chúng ta học bài, thì chúng ta dựa vào định nghĩa thì cái tâm nó được sanh ra, nó dựa vào 4 cái nhân là nghiệp quá khứ, cảnh để mà nó tạo ra cái tâm, tâm sở, và nương vào cái căn. Thì đương nhiên rằng lấy ví dụ, tại sao chúng ta nói là sẽ phải thêm cái căn, là lấy ví dụ như một cái người bị mù đi, thì chắc chắn một điều là cái tâm nhãn thức của họ là sẽ không có rồi. Hai con mắt mà kiểu bị mù vì bất cứ cái lý do gì thì cái tâm nhãn thức của họ cũng có. Mà tâm nhãn thức của họ khi không có thì cái tâm ý thức mà để mà bắt cái cảnh pháp từ cái cảnh sắc đưa vào đó, thì đương nhiên là nó cũng có luôn. Cho nên là những vị này mà nếu lỗ tai còn hoạt động thì đa phần lại họ có khả năng, cái tính giác của họ là mạnh hơn, là vì cái tập sự tập trung vô cái tính giác và cái xúc giác hoặc những cái giác quan khác, là vì họ bớt cái công việc phải làm đó cho một cái giác quan, thì họ tập trung vô những cái 4 giác quan còn lại nó mạnh hơn. Thì ở đây chúng ta phải nhớ rằng cảnh là cái nó tác động trực tiếp lên cái tâm, và hiểu biết về cái tâm đó, hiểu biết về cái cảnh đó ra sao, nó dựa vào cái tâm sở, là cái trạng thái hiện tại của cái đó gọi là khuynh hướng tâm lý, cái đó gọi là tâm sở, cộng với là cái nghiệp quá khứ, tức là cái kiến thức quá khứ. Một cái người đã từng đi vượt biên chẳng hạn, thì mà cái người đó đi vượt biên mà mới vừa ra hải phận, được gặp tàu biển họ vớt liền, thì cái kinh nghiệm sự hãi hùng của cái sự đói khát ở trên biển cả nó khác với là cái người mà đã từng đi lạc hướng rồi thiếu đồ ăn, rồi thấy cá mập bơi theo, thì cái trạng thái, thì cho nên là khi nhắc về cái chuyện vượt biên thì cái người mà có cái kinh nghiệm mà nó xấu, người ta cảm thấy hãi hùng, người ta hoang mang, người ta buồn phiền liền. Còn cái người mà mới vừa ra hải phận mà gặp được tàu vớt liền, thì cái kinh nghiệm của họ là ồ vui vẻ, được cái sự giúp đỡ hỗ trợ của những cái tàu mà biển, của những cái quốc gia mà tự do nó cứu vớt. Thì cái kinh nghiệm quá khứ đó cho một cái trạng thái, cái sự hiểu biết về cái cảnh hiện tại. Nếu ví dụ như một cái người nào nó nhắc lại câu chuyện đó, thì cái hiểu biết đó nó hỗ trợ cho cái sự phản ứng của cái tâm, nó chọn cái tâm sở nào, nó cho đi ra, thì cái đó là cái duyên hiện tại đó.
Cái đó chúng ta gọi là cái khuynh hướng tâm lý. Cái nghiệp quá khứ là những cái kinh nghiệm quá khứ mà nó có liên quan tới cái cảnh hiện tại. Cái cảnh ở đây là một cái người nào đó nhắc về cái câu chuyện. Chúng ta coi Parimanai, cái có cái ông Nguyễn Mộc Ngạn nhắc lại cái câu chuyện ông đi ổng đi vượt biên chẳng hạn gì đó. Thì cái câu chuyện nó đưa vào, nó qua cái tầm nhĩ thức, cái âm thanh nó đi vào, nhưng mà mình là người Việt Nam, mình nghe tiếng Việt mình hiểu, thì nó cho vô cái tâm ý thức mình hiểu được cái ý và cái câu chuyện kể lại. Thì cái ý đó là cảnh sát, nó kết hợp với lại cái kinh nghiệm quá khứ, và tùy theo cái kinh nghiệm quá khứ đó, và cũng đồng thời lấy ví dụ như là một cái vị đó đang coi tivi, thì trong cái đang ngồi sofa đang thoải mái nhẹ nhàng, thì có thể là phản, nếu mà có kinh nghiệm nó quá khứ nó xấu, thì có thể là cái sự phản ứng nó không có bồng bột bằng một cái người có kinh nghiệm quá khứ xấu, mà đang lúc đó con thì nó đói, nó nheo nhóc, nó kêu la, nó khóc, nó kêu thay tả, rồi phải cho tiếng sữa, rồi phải những cái hoàn cảnh hiện tại nó đang xảy ra, nó cũng tác động vào cái tâm lý. Thì cái mỗi một cái yếu tố tâm lý như vậy, nó tác động, nó tạo cho cái tâm nó diễn giải, nó tại vì tâm, cái trạng thái của tâm ở đây là sự kết nối của tâm và tâm sở, cảnh sơ tri đó, cái đặc điểm của nó và chức năng của nó là làm điểm tựa cho tâm sở, và sự có mặt của danh pháp là khi mà tâm và tâm sở nó hoạt động, nó cùng nhau, cái nhà sản xuất đó nó đưa ra một cái sự hiểu biết về cái cảnh nhất định nào đó, thì trong lúc đó nó chọn cái tâm sở, nó dựa trên cái kinh nghiệm quá khứ, và khi cái sự kết hợp đó nó cho ra một cái sự nhận biết đối tượng một cách nhất định, thì cái nhất định này của mỗi một cá nhân nó khác nhau, người này với người kia, thì cái đó gọi chúng ta gọi là biết cảnh. Nhưng mà biết cảnh với một cái thái độ khác nhau là do có nhiều cái sự, nó có duyên, nó nhiều cái duyên, duyên quá khứ, duyên của nghiệp quá khứ, duyên của khuynh hướng tâm lý hiện tại, và duyên của cái người mà có tu tập, có khéo tác ý hay không, biết nhận thức ra được cái trạng thái tâm nó ra sao, hoặc là cảnh cái là nó đang thiện hay bất thiện, thì cái đó nó còn tùy thuộc vô cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mọi người nữa. Cho nên chính tất cả những điều này là những cái duyên. Mà ở đây nói dài dòng là vì sao? Là vì trở lại cái câu chuyện mà ở trong cái elevator, 5 người với một cái trạng thái gọi là điện nó đã bị cúp, thì đó là lý do tại sao cùng một hoàn cảnh xảy ra đối với 5 người, nhưng mà cái sự phản ứng của 5 người sẽ khác nhau hoàn toàn. Đưa thêm một ví dụ, chúng ta đã từng vào trường học, không cần phải là trường đại học gì đâu. Nhớ hồi đi lúc trước trường làng lớp 1, lớp 2, lớp 3, cũng trong lớp 50 người, cũng là một người thầy, một người cô dạy cái bài đó. Tại sao 50 đứa học sinh điểm khi làm bài nó khác nhau? Là vì nó nghe, nó hiểu khác nhau. Nó nghe cùng một cái bài dạy nhưng mà nó hiểu khác nhau là vì sao? Là vì mỗi đứa nó có cái căn cơ, căn tánh khác nhau. Mình dùng cái từ đó là đơn giản thôi, nhưng mà nó là cái đó là nghiệp quá khứ, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, để mình nói đó là tất cả những cái duyên đó. Thì hiểu biết cái cảnh nó xảy ra, cái cảnh nó đưa vào từ cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và nó cho ra một cái cảnh pháp, là cái sự hiểu biết của cái riêng cá nhân đó đối với từng cái cảnh nó xảy ra là sao. Thì cái sự hiểu biết riêng đó nó dựa vào cái kinh nghiệm quá khứ, cái khuynh hướng tâm lý hiện tại và môi trường sống, đó là ba cái trạng thái duyên căn bản để mà nó cho ra một cái phản ứng nhất định của một cá nhân nhất định nào đó, và không ai giống ai. Và nói nãy giờ hơi dài dòng, không hiểu thì xin hỏi trở lại cô Nguyên Như Dùng. Dạ, xin cảm ơn, xin chúc nhất lại. Dạ. Nam mô Bụt Trà, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khai. Nam mô Bụt Trà giá và sa thú sư huynh lý rất là nhiều. Giải thích trở lại những cái điều hồi nãy mà mình có thể là mình không được hiểu rõ. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị, có thể có câu hỏi nào thì mình sẽ cùng nhau giải quyết. Nếu mà Nguyên Như chưa trả lời được thì Nguyên Như trả lời. Còn nếu mà Nguyên Như trả lời không được thì xin kính mời anh Lý hoặc là anh Chánh Tâm có thể lên đỡ đạn dùm cho Nguyên Như. Không phải cái gì Nguyên Như cũng biết đâu nha, mình chỉ xách ra ôm thôi. Dạ, bà con còn ai có câu hỏi gì nữa về cái bài học của mình? Đây là cái cơ hội mà mình có thể thắc mắc để mình đi ra từng phần cái chữ nào quý vị không hiểu đó. Cứ môi ra hết nha.
Nếu mà mình không biết á, mình viết xuống mình hỏi thầy kinh trong bữa sau, hoặc là mình sẽ hỏi sư Lữ Tông hả quý vị. Đây là cái chỗ rất là hay để mà mình có thể ôn bài. Nếu mà mình không hỏi chỗ này được nữa thì dạ, không biết là anh Chánh Tâm có đọc được cái anh Chánh Tâm có cầm mic được không để ôn bài với mấy đứa út đi anh Chánh Tâm. Xin mời anh nghe như như xin xuống mic ạ. Dạ, xin kính chào lớp. Thật thì mình thấy Nguyễn Như anh Lý nói rất là gõ. Thì thấy không có gì mà bổ túc thêm. Thật ra thì cũng như là như Nguyễn Như anh Lý là tóm tắt về cũng như là cái bốn nhân sanh tâm, là cũng là nói là mình do nghiệp quá khứ, cái cảnh duyên hay là sở hữu tâm này có cái giặc nương và những cái thì theo mình nghĩ thì giống như còn về tứ ý nghĩa của tâm á, thì mình cũng nên cũng hiểu là giống như cái trạng thái cũng như là lắc khá ná, là cũng như là trong những cái những về cái thường thường mình học á, thì mình phải biết đặc tính của nó. Thì giống như những cái tới á, mình hai tiếng mình học vi diệu pháp thì mình cũng bổ túc thêm, nếu mà mình hiểu đặc tính trạng thái phận sự và sự thành tựu hay nhân cần thiết á, thì cái đó mình nên nắm vững mỗi cái đặc tính của mỗi cái như là tâm tham, tâm sân, tâm si và những cái sở hữu tâm. Thật ra nếu mà mình hiểu về những cái đặc tính đó thì khi mà mình ngồi thiền á, thì mình hiểu đó là lúc đó là mình trạng thái của mình đó là trong cái tâm, giống như là mình cho thí dụ giống như cái tâm tham á, cái trạng thái đó là mình biết là mình dính mắc cảnh, hay là mình thấy cái người đó mình thích là mình, hay là mình hiểu. Và hay là giống như cái tâm, nếu mà ngồi mình phóng tâm nhiều thì cái đó là mình biết đó là cái tâm si nó phóng mình. Bởi vì nếu mà mình học hiểu mình thích những cái trạng thái phận sự, sự thành tựu nhân cần thiết á, về những cái thực tính của 80 thực tính pháp á, đúng rồi đó, thì mình khi mình ngồi thiền những cái đó nó khởi lên, nó đó là rất là quan trọng. Thì mình hiểu lúc đó mình đang ở trong cái tâm nào, mình ở trong cái đó, tâm tham, tâm sân, tâm si hay những cái sở hữu tâm, thì ra vậy. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình ha, cái này mình kinh nghiệm của mình thôi, thật ra đó lúc mà mình ngồi thiền đó, mình cũng chỉ chia sẻ với các bạn ha, thì là lúc mà mình ngồi thiền á, thì giống như nói tâm. Nhưng nếu mà mình hiểu khi mà mình ngồi á, mà mình không có phóng tâm, hay là mình có cái tâm mà tỉnh hảo đó, là cái 25 cái tỉnh hảo đó, mình ngồi mình thấy an lạc á, là mình xô quan hỷ à. Lúc đó mình nói oh my goodness, đây là những cái tâm mà mình cho ra những cái quả thiện về cho mình. Đó là khi mà mình ngồi mình thấy sự an lạc, khinh tăng những cái sự an lạc đó, là mình biết lúc đó là mình không có những cái tâm 14 cái tâm bất thiện đó. Thì cái quan trọng nhất á, nếu mà mình ngồi mình phát triển được cái tâm tinh hảo đó, thì cái lúc đó đó là mình biết mình phát triển cái đó nhiều. Nếu mà mình ngồi mà mình thấy khởi lên, mình nhớ người này hay mình buồn hay kéo quá khứ, là mình biết những cái đó là mình biết đó là bất thiện liền. Và khi mình bất thiện á, thì mình kéo trở về, mình gán sao mình phát triển được tâm tịnh hảo. Thì cái đó là bởi vì cái quan trọng đó, học ý nghĩa của tâm á, là mình nên hiểu như vậy. Thì nếu mình hiểu á, mình sẽ biết mình ở trong trạng thái nào. Đó là mình chỉ chia sẻ thôi ha. Mình xin cảm ơn ha, xin xuống mic. Dạ, sa thú anh Chánh Tâm. Nguyên như có một câu hỏi này là anh Chánh Tâm, thí dụ như mình có một người nào chọc mình đang giận, thì khi mà mình vô mình ngồi thiền á, cái tâm mình rất là bức xúc. Như vậy thì theo anh Chánh Tâm á, là cái chỗ nào của cái tâm sở bất thiện nó làm cho mình bức xúc mà mình không có tập trung được? Và cái trường hợp thứ nhì là thí dụ như mình mê cái cô nào mà mình ngồi mình cũng không có tập trung được, thì khi mà mình mê, cái sự mê đó đó là nó nằm ở trong tâm tham theo anh thấy ở trong tâm thiền, hay là nó nằm ở trong tâm si phóng dật,
Dạ, Nguyễn Như xin nhường mic lại cho anh Chánh Tâm ạ. Trời ơi, mình cái này lên hỏi anh Lý đó nha, mình nhường cho anh Lý đó nha, anh Lý gần hơn cái đó. Thật ra đó, mình chỉ nói nếu mà nói về mà khi mà mình vô mình ngồi thiền đó ha, mà mình cảm thấy mà mình cái tâm sân đó là mình cảm thấy actually là mình đã có cái sự cái nếu mà về cái sân mà nó thường thường nó ý đồ nó đi sân, một là sân đi tật hay là sân đi lặng, hai là sân đi hối, nó không thể đi nào mà sân tật lẫn hối được. Sân là nó phải đi với tật, mà nếu có tật thì nó không có lặng, mà nếu có lặng thì nó sẽ không có hối, nó chỉ đi một như vậy thôi. Thì khi mình thấy cái hối nó bức xúc hay là hối tiếc thì là cái đó là hối kia vậy, tùy theo cái mỗi cái trạng thái của mình. Như dễ tỷ dồn dễ tỷ như cái mà thầy kinh vừa nói là cái vừa rồi thầy kinh nói cái vụ mà cái hy bổn sản pháp á, là cái sân lặng đó, là cái bổn sản pháp đó, là thầy có thể thầy ngồi hay hiểu như vậy đó, là cái sự bổn sản pháp là thầy nói qua thầy mới chia là cái sân đó là sân lặng đó. Ok, còn với tỷ như còn về cái sân còn sân mà tật đó là mình ganh tị, là mình ganh tị, mình thấy người ta được mà mình không được á, là mình ganh tị. Đó là cũng như thật ra đó, nếu mà các bạn mà vô học về giống như những cái trạng thái thực tính pháp á, các bạn sẽ hiểu rõ như vậy. Còn như nãy Nguyên Như nói mà cái tham á, khi mà mình thích cái cô gái nào mình vô mình ngồi thiền á, thì cái hình bóng cái cô gái đó lúc nào cũng hiện ảnh trong cái tâm mình á, mình cảm thấy á, lúc đó mình tham vô cái mình không có định tâm được, mà mình định tâm mình cứ nghĩ tới cô gái hoài không, thì đó lúc đó là không phải là tâm si, mà đó là tâm tham, mà nó có si trong đó. Thật ra còn cái si á, nhưng mà Nguyên Như nói cái si á, thật ra cái si ba phải à, nó là nó không phải, nó không biết nó nên tham hay là nó nên sân, tại vì nó có một nhân rồi. Nhưng mà cái tham á, mình nghĩ đến cô gái á, thì á, là nó có sự vô trợ của mình, và là mình xô mình nghĩ, hay là nó có cái tà kiến trong mình cảm thấy á, là nó đi, là tham nó đi với cái nó như vậy. Thì actually nếu mà nói anh Lý có thể lên nói bổ túc thêm cũng được, mình chỉ nói cái đó là mình vậy thôi chia sẻ. Còn nếu các bạn thấy cái nào đúng hay không đúng, xin các bạn giúp ý kiến vô ha. Mình xin xuống mic ha, xin anh mời anh Lý lên nha. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ, mình không có câu trả lời đó, nhưng mà mình có câu hỏi. dạ, cho xin hỏi nha, cho cả nhà trả lời nha. Là khi mình nói đến chữ biết á, là mình nghĩ đến cái sự tỉnh thức. Giống như là mình biết cái bàn, cái ghế, biết người này là mẹ mình, biết người này là ba mình, biết người này là bạn mình, biết mình đang ngồi làm bài, thì cái đó cái sự tỉnh thức. Nhưng mà cái thắc mắc của Mỹ là lúc mà mình ngủ đó, mình không có biết gì hết trơn đó, nhưng mà vậy cái biết là cái biết đó là cái biết gì, và nó như thế nào? Dạ, đó là câu hỏi, cái thắc mắc của My là như vậy đó. Tại vì mình nói cái chữ biết mà mình định nghĩa cái chữ biết, mà cái chữ biết là mình định nghĩa là nói là mình lúc đó mình đang thức và để biết cảnh, và biết cảnh đó là cảnh gì, tham hay sân hay là cái gì gì đó. Hoặc là gặp cô gái thì biết cô gái như thế nào đó, thì cái đó là trạng thái biết. Nhưng mà rồi cái chữ biết mình lúc mà mình đang nằm ngủ đó, vậy mình đâu có biết cái khỉ gì đâu, mình đâu có nhớ gì đâu. Thành ra vậy xin cho định nghĩa lại cái chữ biết lúc mà mình đang ngủ là như thế nào. Dạ, đó là câu hỏi của mình. Rồi, mình xuống mic nha. Rồi, xin mời chị Nguyễn Như. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Nghe rõ không cả nhà?
À, anh Mỹ anh hỏi biết là biết cái gì á, thực ra là cái tâm nó biết, chứ đôi khi anh Mỹ cũng không biết cái tâm đâu. À, vì một cái điều là cái tâm nó làm việc theo cái trạng thái của nó hả, nó cũng không cần anh Mỹ đưa ra ý kiến đâu. Anh Mỹ có bao giờ vô nhà hàng kêu một tô phở ra ăn mà lúc đó mình đói quá chưa kịp rờ tô phở để biết coi nó nóng lạnh cỡ nào, anh mà múc cái muỗng anh húp miếng nước súp cái nó quá nóng, cái nó quá nóng cái anh phải phun cái phèo ra không? Cái trạng thái mà anh phun cái reaction của anh phun cái phèo ra liền trước cái sự nóng đó đó, đó là do cái lưỡi nó hoạt động như là cái thân nó xúc chạm, nó bị cái cảnh nó quá nóng và cái tâm nó biết cái lúc đó là cái phản xạ của anh đó, chưa chắc đó là anh đã nhận thức được rằng cái nóng này là không có tốt cho cơ thể tôi, cho nên tôi phải phun nó ra chứ không thôi nó làm hỏng lưỡi tôi. Hoặc là cái trạng thái mà một cái cô nào gái nào nó... thôi bây giờ mình nói cho Nguyên Như đi, cái anh chàng hoàng tử bạch mã nào nó đẹp thấy ớn luôn á, cái nó đi ngang qua trước nhà của Nguyên Như, nhìn vô cái có cái sự gọi là mến hoặc là thích hoặc là có đưa ra một cái sự cái cảm tình nào đó, ngay lúc đó là cái tâm của cô Nguyên Như là cô biết liền, cái cô nhìn theo chẳng hạn như đó. Thì khi cái cảnh nó đập vô con mắt của Nguyên Như, Nguyên Như nhìn theo muốn theo dõi cái người này hoạt động ra làm sao, làm gì được, coi nó có nó đẹp giống như mình tưởng hay không á. Lúc đó không phải là do Nguyên Như quyết định đâu, tại vì chúng ta là gì, đẹp ớn thì không đẹp rồi, thì đúng rồi, cái anh chàng nó càng đẹp thì đối với mình nó mình càng càng ớn chứ, ớn như mình nhưng mà đâu có ớn như lại như đâu. Thôi thì xin nói đó tiếp là cái cảnh một cái người đó, cái sắc diện của người đó nó tác động vô, nó kết hợp với cái nghiệp quá khứ với lại cái sắc tính nam hoặc sắc tính nữ nữa đó, có nhiều có duyên nó kết hợp với nhau, thì ngay lúc đó đối với lại cái con mắt của cái người đó đó, cái đẹp hay không đẹp là do cái tâm nó cũng biết, mà nó biết xong rồi nó kêu là theo dõi bám sát dính mắt. Chứ thực ra tự hỏi mình coi, đôi khi mình học pháp nha, mình biết rằng tâm tham là cũng không tốt, biết rằng thấy cái người đó đẹp là mà dính mắt vô là không tốt, biết là không tốt vậy đó, nhưng mà cái tâm nó cũng nghĩ về cái người đó hoài, nó nghĩ về cái hình bóng yêu kiều đó hoài, mà nó đâu có nghe lời mình đâu, đúng không? Nếu mà nó nghe lời mình một cách dễ dàng như vậy thôi thì bây giờ như cả đám mình là vô tu đó là chính thánh hết liền rồi, chứ nó đâu có đơn giản vậy. Nó rằng làm việc theo bản năng của nó là vì chúng sanh nó có ba nhân, nhân tham, nhân sân và nhân si, nó tạo ra chúng sanh, nó tạo ra các cái sự hoạt động của chúng ta. Nếu mà rứt bỏ ba cái nhân đó ra rồi thì bây giờ hình như là mình cũng đi theo Đức Phật rồi chứ không còn ở đây nữa. Cho nên là biết cái vậy đó đó. Không biết có trả lời câu hỏi của anh Mỹ được chưa nha. Trả lời không được thì hỏi anh tự lên kiếm một cái nồng công chúa yêu kiều nào cho anh đi với anh biết liền à. Rồi, xa trước, cảm ơn mọi người. Nam mô Bụt Thầy Giá. Cái chỗ mà hồi nãy anh Mỹ hỏi khi mà mình ngủ đó, hay là mình bị hôn mê mà mình bất tỉnh đó, thì Nguyên Như có đọc một cái chỗ người ta nói thiệt ra đó, cái tâm nó vẫn có ở đó, nhưng mà vì cái nhận thức nó rất là mờ nhạt đó, nó mơ hồ quá, thành ra khi mà người ta ngủ dậy, thức dậy đó, người ta không nhớ hoặc là bị thuốc mê đó, người ta không có nhớ lại. Thì cái đó khi mà mình, quý vị có nhớ cái chỗ mà những cái người cảnh sát người ta hỏi thăm, kêu là người ta đi kiếm mà cái nhân chứng đó, thì khi mà một cái tên cướp đó họ đi vô một cái chỗ đông đó thì có nhiều người gặp, thành ra người ta lợi dụng cái chỗ mà tâm hữu phần với một cái không để ý, người ta mới zoom cái tâm của cái dạng người điều tra đó lý, người ta mới zoom cái tâm của những cái người mà làm nhân chứng, có thể có cái khả năng mà làm nhân chứng á, người ta cứ ngồi cứ gợi lên một hồi á, tự nhiên người ta biết á, khi cái mắt của cái người nhân chứng đã thấy cái người đó, cái người tội phạm đó đó, thì nó đã chụp vô, nó để ở trong cái tâm rồi, và những người đó thấy rồi, nhưng mà tự gì nó rất là mờ nhạt.
Thành ra những cái người điều tra, những cái người cảnh sát đó bắt đầu chuyển cái cảnh rất là mờ nhạt, cảnh nhỏ đó thành một cái cảnh lớn. Thành ra cái đó là cái technique của người ta. Mà Nguyên Như nghĩ cái phần đó về cái phần tâm thì cũng rất là hay. Quý vị có đồng ý với Nguyên Như chỗ đó không? Dạ, Nguyên Như xin mời anh Lý cái chỗ đó ha. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Tâm Ma, Nam Mô Sang Khai. Cái gì cũng mời em lên trên cái trời, em đâu có biết nhiều vậy đâu. Em vô lớp em học, không biết ráng học mà cứ... thôi, rồi cho anh tính tâm đi, ảnh thiền cao, trí tuệ, đối tượng trí tuệ cao. Mà thực ra thì cái trường hợp đó mình không có đi sâu vào, tại vì mình không có biết cái thực sự cái chắc rõ chắc thật cái technique của những vị đó họ làm việc là sao. Nhưng mà đối với cái chuyện cái tâm thì mình không nương vào cảnh sắc, mình hiểu được thì nương vào cảnh kinh, kinh kinh thì cảnh xúc, tìm những cái phương pháp để mà những cái cảnh khác nhau. Ôi, cái tâm của mình nó tiếp xúc cảnh liên tục không gián đoạn, ngay cả trong lúc ngủ nữa. Nhớ lúc thì kinh dạy mà về cái phần mà những giấc mộng á, cho nên là nó thiếu gì cái để mà mình suy gẫm và tìm ra cái câu trả lời. Chứ mấy cái ông investigate rồi mà ổng làm việc bây giờ thật ra không biết thật sự ổng làm sao. Vì như nói là ổng zoom vào từ cái cảnh nhỏ nó mờ mà ổng zoom vô, ổng magnify giống như cái tưởng tượng như cái máy mà kính hiển vi. Thực ra mình cũng không hiểu được cái khái niệm đó, không hiểu thì cũng không dám cho ý kiến nhiều, mình sợ nó bậy. Xin thôi vậy, xin nhờ mức lại cho đầu càng. Có người nào có kinh nghiệm về đề tài này thì xin chia sẻ. Dạ, cảm ơn. Dạ, mình kính chào đạo tràng. Nãy mình cũng có cái thắc mắc này, giống như là tâm lúc nào cũng biết cảnh ha, nhưng mà tại sao như mình có thắc mắc như vậy nè, không biết các bạn có giúp được không. Lúc mà cái tâm mà giống như mình ngồi thiền ấy, mình ngồi thiền giống như mình ngủ hay mình rơi vào cái hậu kiếp đi, thì lúc đó mình rồi cái lúc mà xả thiền ra đó, cái mình mới mình giống như là mình trong cái hậu kiếp, giống như là một tiếng mình không có biết gì luôn. Cái lúc mình tưởng là mình đắc thiền, mình thiền gì xong hay quá, lúc mà mình ra cái hộ kiếp đó, mình đi ra đó, thì mình mới biết là giờ mình mới biết. Vậy cái lúc cái hộ kiếp đó là tâm nó bắt cái cảnh gì vậy? Hay mình có biết cái đó không? Mình cũng thắc mắc không biết, để trong giống như là cái hộ kiếp đó, sao mình cái cảnh đó lúc là cảnh gì? Mình biết như thế nào mình cũng không rõ về cái đó. Xin giúp mình về cái đó ha. Ok, mình xuống mic ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tam Ma, Nam Mô Sang Khai. Dạ, ok, cả nhà mình nghe rõ không vậy? Dạ, cảm ơn chị Vân. Anh Tâm thắc mắc cái điều đó rất là hay. Em là có một cái kinh nghiệm như vậy, mà em nghĩ rằng cái lúc mà em bị té xe đạp rồi gãy xương rồi phải vô mà nó mổ, nó phẫu thuật, nó ráp xương lại cái tai, bây giờ nó còn cong cong rồi nhá. Nó chụp thuốc mê, mà em biết là nó đã báo mình trước rồi nó sẽ chụp thuốc mê, thì mình biết là mình sẽ mê, mà mê là theo lý thuyết thì cái lúc mê man thì cái đó là mình chỉ sống bằng cái tâm hồn kiếp, trên lý thuyết là vậy. Thì ngộ lắm nha. Khi mà nó cầm cái mũi kim lên, nó báo rằng ở đây là thuốc mê đó, thì ngay lúc đó anh ráng chánh niệm tập trung, thì cái thuốc mê nó vào, nó làm lẹ lắm, nó đưa anh vào một cái trạng thái một giấc ngủ liền à. Nhưng mà gọi là anh biết rằng anh đã ngủ sau khi anh thức dậy, khi cái thuốc mê nó không còn hoạt động. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà cái thuốc mê nó đang in effect á, mà cái ông bác sĩ để ổng chỉnh xương cho em á, ngay trong suốt thời gian đó em có một cái biết, và cái kinh nghiệm biết đó rất rõ là mà mình biết một trong cái trạng thái rằng là mình biết mình còn sống, chỉ có một cái biết vậy thôi. Mà rồi tới chừng mà nghe cái tiếng của bà y tá trong cái phòng mà bà nói chuyện,
thì lúc đó giống như một trong cũng chất ngủ mà thật là say, mà nó say kinh khủng chết lắm, ngộ lắm trong cái trạng thái tâm lúc đó, với lại một cái tâm mà lúc nó bắt đầu nó bắt cảnh ngoài cảnh rồi đó, nó sanh lên, nó giống như mình đang chuyển kiếp từ một cái kiếp này qua một kiếp nọ vậy, nó ngộ lắm. Nó ngộ lắm, mà tại vì em đã cố ý, em ráng tập trung vào, giống như là đôi lúc mình ngồi hành thiền, mình tập giống như là để tâm ở trước mặt đó, trước khi nó chích cái mũi kim nó vô đó, thì em giữ cái tâm đó, và trong suốt thời gian đó mình nghĩ là mình biết, nhưng mà tới chừng mà khi cái thuốc nó hết tác động á, thì có một cái biết khác ngồi nó để bắt cảnh, nó làm việc lung tung của nó, thì cái biết mà lúc mà trong lúc mê đó, thì nó không còn nữa, mà nó không có giống như là mình đang ngủ với mình thức dậy, ngộ lắm, nó giống như là mình đang trong một cái trạng thái của một cái cảnh nào đó mới tới vậy đó. Thì em cho rằng cái tâm mà lúc em đang mê đó là cái tâm hồi kiếp, mà nếu mà không phải thì xin các vị nào có kinh nghiệm và có sự hiểu biết thì chia sẻ cho em để cho em hiểu. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà muốn biết cái hồi kiếp thì thôi, thì anh kiếm cách nào đó anh thuốc mê, hoặc là trong lớp học thì người ta nói rằng lúc ngủ thật say, nhưng có những cái giấc ngủ rất là ngon, rất là say, nhưng mà nó không có giống. Dạ thì em xin phép chia sẻ tới cái hiểu biết như vậy. Dạ, xin cảm ơn. Sa thú đạo tràng. Dạ con không biết là sư Thanh Tâm còn ở trước mai không. Dạ sư Thanh Tâm có nghe được âm thanh của Nguyên Như không bạch sư? Xin sư Thanh Tâm cho con bàn tay nếu mà sư còn nghe âm thanh của Nguyên Như ạ. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào đạo tràng. Bây giờ là 11 giờ 17 phút rồi, cũng khuya rồi. Sư nghĩ buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Sư thay mặt Chư Tôn Đức Tăng phúc chúc cho đạo tràng. Bà tu sắp bà măng gà lăng, rắc hành tu sắp bà đề vô tà sắp bà bút đà, nu bà huê nạ sà đà sốt thị bà quần tu tê. Bà hoa tu sắp bà măng gà lăng, rắc hành tu sắp bà đề vô tà sắp bà đầm mà, nu bà huê nạ sà đà sốt thị bà quần tu tê. Bà hoa tu sắp bà măng gà lăng, rắc hành tu sắp bà đề vô tà sắp bà sang gà, nu bà huê nạ sà đà sốt thị bà quần tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi kính pháp ạ. Akasattha chakummattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang. Akasattha chakummattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no guru. Akasattha chakummattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha chakummattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino. Akasattha chakummattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây,
xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con, và kính cảm ơn Nguyên Như, anh Lý và Chánh Tâm, anh Mỹ, toàn thể đạo tràng đã đến và sinh hoạt group ngày hôm nay ạ. Và kính mong quý cô chú, quý chị trở lại vào ngày mai. Ngày mai là giờ của sư phát tín vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Dạ, Nguyên Trang kính cảm ơn đạo tràng và chúc đạo tràng có một đêm an lành, sáu thời đều an lành ạ. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mít. Dạ, tạm biệt đạo tràng và kính ngài. Dạ.